Hồi ức lính Mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký Viết về chiến trường ca Những kỷ niệm không thể quên Đó là những tháng ngày ác liệt Và dữ dội nhất Một phần thanh xuân của những người lính Đã gắn chặt với nơi này Rời đơn vị DKZ82 Chúng tôi tiếp tục đi về hướng trung đoàn bộ 812 Tới ta cô rồi. Anh Chiến nói đây là nơi đóng quân của trung đoàn. Bây giờ chúng ta phải lội sang bên kia suối để đến đại đội trinh sát nghỉ. Ngày mai mới biên chế. Suối ta cô rộng khoảng chừng 40 mét, nước chảy cuồn cuộn. Cũng may là thời điểm này nước chưa đầy. Vào tháng 7 năm 1983, chúng tôi lội xuống nước chỉ ngang ngực thôi. Vậy mà lội cũng rất khó khăn. Anh Chiến chỉ cho anh em cách lấy tấm tăng chùm hết ba lô rồi cột lại muốn qua điểm đến bên kia suối thì phải đi ngược lại dòng chảy của nước rồi cứ ôm ba lô làm phao mà lội qua thật là hú hồn vì chúng tôi lần đầu tiên lội suối thế là cũng vượt được qua con suối taco an toàn và tất cả tân binh ai nấy đều mừng rỡ vì có một số người không biết lội chúng tôi được lệnh hành quân tiếp Đi thêm khoảng 4 km nữa thì tới 1C. Đây là đơn vị trinh sát trung đoàn. Tất cả tân binh được chia về nghỉ tạm ở các B. Đêm đó các anh em, bạn bè tập hợp dưới sân bóng để tâm sự cùng nhau. Để rồi ngày mai có thể không còn gặp nhau nữa vì sẽ biên chế chính thức về các đơn vị. Chúng tôi 14 người cùng chung một xã hứa hẹn cùng nhau. Ngày lễ 22 tháng 12 của năm 86 anh em sẽ gặp nhau tại đồng hồ nguyễn huệ thời điểm này đã có luật nghĩa vụ quân sự đến lúc này chúng tôi vẫn chưa hiểu thế nào là cuộc chiến là cuộc sống là cái chết nên anh em vẫn vô tư hứa hẹn cùng nhau hứa hẹn ngày trở về với mẹ với quê hương với cả người yêu nữa đâu có ai ngờ được tám người trong số chúng tôi đã phải nằm lại trên mảnh đất campuchia này không có gì có thể nói trước được khi còn ở trên chiến trường ca. 5 giờ sáng, kèn báo thức vang lên. Mọi người bật dậy, chuẩn bị ba lô, vệ sinh cá nhân. Chưa xong gì hết, thì kèn báo cơm lại vang tiếp. Chạy đi lấy cơm, ăn chưa xong thì lại kèn tập trung. Thật là đúng với môi trường lính chiến đấu. Cái gì cũng phải nhanh, gọn. Không phải như ở quân trường, Thế là chúng tôi được học bài đầu tiên là phải nhanh lẹ, gọn. Cả đoàn quân tân binh lặng lẽ rời ra Taco, tập trung tại sân bóng trung đoàn để chờ đọc tên biên chế về đơn vị. Lúc này tôi mới biết là chỉ có lính ở huyện Bình Chánh và tỉnh Hà Sơn Bình được đưa về trung đoàn 812 này thôi. Từng người được đọc tên, trung đoàn bộ nhận quân trước, xây thông tin chính xác công binh Từng tiếng la có từ dưới hàng quân vang lên để biết ai sẽ về đơn vị nào. Hồi hộp, kẻ ở lại trung đoàn bộ, người về tiểu đoàn bộ binh. Anh em bạn bè đều đi mỗi người một chỗ, không còn chung như trước nữa. K1 nhận quân xong, dẫn đi. Tới K2 rồi cũng đi. Trên sân bóng, giờ chỉ còn chừng 60 người. Thế rồi đồng chí phụ trách nói chung, số còn lại về K3 Đến giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ những người lính nhận quân của tiểu đoàn 3. Các anh trang bị súng đạn, thấy giống như ở trong phim. Lưu đạn đeo quanh mình, tay thì cầm AK, cổ thì quấn khăn cả ma. Đầu không đội nón của bộ đội, mà là đội nón của lính ca, sụp xuống. Che gương mặt vàng vọt vì sốt rét, trông thấy sao sao. Kiểm tra lại toàn bộ số tân binh, anh Phước lính 80 ở Long An, phụ trách chung ra lệnh. Giờ chúng ta hành quân về Pai Linh. Trên đường đi có thể gặp địch, các đồng chí phải chấp hành nghiêm mọi mệnh lệnh. Từng người đi cách nhau 20 mét, đi theo dấu chân người đi trước, tuyệt đối im lặng vì đường về Pai Linh không an toàn. Chúng ta phải đi qua ngõ 300 nhà. Thế là chúng tôi lên đường về Pai Linh. Dẫn đầu đoàn quân là hai anh chính sát Tay thì cầm cần câu để dò mìn Cổ mang một cái la bàn Súng AK bán xếp đeo ở sau lưng Các anh đi rất cẩn thận Khi đi ngang qua những khu vực khả nghi Thì lấy cần câu dò mìn Cây cần câu dò mìn của lính ta Giống như cây cần câu cắm cá vậy Nhưng dài chừng một mét Đi chừng năm cây số Thì các anh leo lên cây ngó hướng Rồi lại lấy lá bàn ra tìm hướng Cả đoàn quân lặng lẽ đi theo dấu chân người trinh sát. Lúc thì đi qua những khu rừng trồi cỏ cây ngang bụng, khi thì vào khu rừng già không một ánh nắng, cảnh rừng im ả quá. Lâu lâu có tiếng tót của con mang, rồi tiếng lốc cốc của con chim gõ kiến vang lên, làm khu rừng bớt im ả. Xa xa có tiếng súng AK vang vọng, không biết là của ta hay địch. Mà chúng tôi thấy các anh lính trận quân vẫn coi như không có gì làm chúng tôi cũng yên tâm tâm trạng của lính tân binh lúc này chỉ có lo hồi hộp và sợ hãi mà thôi đi được tới trưa thì có lệnh dừng chân nghỉ ăn cơm mừng quá vì ai nấy đều mệt mỏi vô cùng tranh thủ lấy cục cơm vắt ra ăn với ruốc cá hồi sáng trước khi đi anh nuôi phát cho người mỗi người một cục cơm vắt với một nhúng ruốc cá đây là món ăn khô của lính ta. Các loại cá được xay nhuyễn rồi sấy khô lên, trộn với muối. Anh nuôi chỉ cần cho vào chảo xào qua xào lại, vậy là đã xong một món ăn rất ngon đối với lính ta lúc này. Chúng tôi ngồi nghỉ ăn cơm, nhưng lưng vẫn đeo ba lô, không được tháo ra vì đó là lệnh, là chuẩn của lính khi tác chiến. Lên đường tiếng truyền lệnh từ người đi trước truyền tới cho người đi sau nho nhỏ vừa đủ nghe đoàn quân đang đi bình thường bỗng lại đi chậm đi từng bước một vì đã tới khu rừng che gai dày đặc lúc này mới thấy cái khổ cực của trinh sát các anh phải dò dẫm từng nhánh tre bẻ từng nhánh để mở đường khi thì leo hẳn lên cây tre gai lúc thì nằm sát dưới đất để trườn qua thật là gian nan vất vả mọi khó khăn cũng vượt qua khi đoàn quân thoát khỏi khu rừng che gai nhưng chẳng ai còn được lành lặn quần áo rách te tua chân tay thì chảy xước nhất là bọn lính tân binh chúng tôi bị nhiều nhất vì chưa có kinh nghiệm đi rừng hầu như lính mới đều mất nón khi đi qua khu rừng che gai này đa số là nón cối khi rớt cũng không ai lượm lại vì mấy anh lính cũ nói, ở đây tụi anh không xài nón cối, lính bộ binh mà. Qua được khu rừng che gai, đi khoảng một tiếng, thì tới một cánh đồng trồng cây cà phê. Cà phê bát ngát, không ngờ nơi đây lại có một khu rừng cà phê. Chúng tôi đi mãi mà vẫn chưa ra khỏi cánh đồng cà phê. Qua khỏi được cánh đồng cà phê là tới nhà máy cà phê. Đây là nhà máy rang xay cà phê lớn nhất bài Linh của dân Chia. Giờ đây nó thật là hoang tàn. Xung quanh nhà máy còn vương lại dấu vết của chiến tranh. Giờ đây chỗ này là nơi đóng quân của lính Chia tiểu đoàn pháo 105. Rời nhà máy cà phê, đoàn quân lên đường đi tiếp, đi khoảng chừng hai cây số thì ra được đường xe chạy. Theo mấy anh nhận quân nói nếu sẽ phải con đường này thì sẽ sang đất Thái Lan vì đây là con đường giao dịch mua bán của dân Pai Lin và Thái Lan giờ đây không còn người và xe đi nữa nên có mọc đầy chỉ con lối mòn của lính ta hàng ngày đi chốt đường mà thôi chúng tôi sẽ trái đi theo đường này để đi về dây bộ đoạn đường này được an toàn vì lính ta và bạn thường xuyên đi lại và có cả lính chốt đường nữa Đi thêm khoảng 4 km nữa thì chúng tôi đặt chân lên đường nhựa của thị trấn Pai Linh, nơi đóng quân của tiểu đoàn bộ lúc này chừng 4 giờ chiều. Vậy là đã tới nơi rồi, mọi người mừng quá, vì đã đi suốt một ngày quá mệt mỏi với đám lính tân binh bọn tôi. Khu vực Pai Linh này ngày xưa chắc đẹp và giàu lắm. Hai bên lường là những căn nhà lầu, cứ khoảng chừng vài trăm mét thì có một sạp hát nhưng giờ đây tất cả đều hoang tàn sụp đổ vì chiến tranh theo lời những người lính cũ nói nơi đây được gọi là vùng đất tà pon dân ở đây rất giàu nhờ vào những hạt đá quý đỏ đá này có viên lớn chừng hạt đậu xanh hoặc nhỏ hơn cũng có viên bằng đầu của đũa ăn cơm có hai loại là màu xanh nước biển và màu đỏ màu xanh thì có giá trị hơn viên đá có giá hay không còn tùy thuộc vào độ nứt lớn nhỏ của nó nữa. Thường khi lính ta lượm được đá, thì sẽ cầm viên đá rồi dơ lên để nhờ ánh sáng dọi xuyên qua để xem đá có vết nứt nhiều hay ít, mà tính giá trị của nó. Nếu nứt ít hoặc không thì bán được rất nhiều tiền. Đá tà bon này có viên cỡ hạt đậu xanh hoặc nhỏ hơn, cũng có viên bằng đầu đũa, có nhiều góc cạnh, nhìn xuyên qua viên đá có hai loại màu xanh biển và màu đỏ nhạt màu xanh bán có giá hơn màu đỏ tùy theo độ nứt lớn nhỏ bởi thế nên lính ta mỗi lần lượm được là dơ lên nhìn xuyên qua đá để xem nứt nhiều hay ít thường thì sau mỗi cơn mưa là đá hay nổi lên mặt đất nhìn là thấy liền bởi vì thế lính bai Pailin khi đi là hay nhìn xuống đất hoặc sau khi tiểu đường ở đây giờ cũng còn đá rất nhiều nhưng toàn là đá ton không. Đá này viên nhỏ, màu hơi đục, nên không có giá trị. Lượm được chừng nửa hủ bi thuốc, bán chừng năm ria thôi. Chứ nếu lượm được đá tốt, có khi bán được cả trăm ria. Sáng sớm vừa mới ăn cơm xong, bỗng nghe ỉ xèo. Chạy ra cổng chùa mới biết là vệ binh tiểu đoàn bắt được ba anh lính tân binh đảo ngũ. Hồi khuya thì ra là thằng Thanh Hí, Dũng Nhí và Tuấn Xanh Đôi. Ba thằng đều ở bình chánh chúng tôi. Tư tưởng chưa thông. Hồi tụi nó trốn khỏi chùa, đi dọc theo đường xe, ra khỏi tiểu đoàn được một đoạn, chừng 2 km. Không ngờ bị bộ đội Campuchia bắt lại và giao cho tiểu đoàn. Đã tới nơi đây rồi, thì không còn đường nào để trốn nữa. Nếu không bị bắt lại, thì cũng sẽ bị mình hoặc địch giết thôi bạn ơi nghe tiếng còi tập trung mọi người đều vội vàng đeo ba lô lên vai rồi xếp hàng ngay ngắn theo đúng điều lệnh thủ trưởng sơn tiểu đoàn trưởng quê ở nghệ tĩnh mấy anh lính cũ hay gọi ông là sơn bọ cầm một sấp giấy đứng trước hàng quân rồi ông nói lên nhiệm vụ của chiến sĩ xác định tư tưởng yên tâm công tác đừng có tư tưởng đảo bỏ ngũ như ba đồng chí kia nói chính trị một hồi, thủ trưởng mới đọc tên từng người để biên chế về các đơn vị. Vậy là anh em bạn bè lại chia tay nhau. Người ở lại dê bộ, các xe trực thuộc, nào là trinh sát, thông tin, cối. Hết bộ phận dê bộ thì tới các xe bộ binh. Chúng tôi được biên chế về xe 9. Ai được biên chế về xe 10 thì khỏe nhất vì được ở tại thị trấn Bailin này để bảo vệ còn C9 thì sẽ theo về hướng nhà 300. Đơn vị đang ở đó. Riêng C11 thì đóng quân ở trên đồi 505. Đây cũng là điểm nóng của Pai Linh. Nếu ai đã từng ở Pai Linh thì sẽ biết, mất 505 là sẽ mất Pai Linh. Đồi 505 là một điểm cao nằm gần biên giới Thái. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống đất Thái, xe ô tô chạy cũng nghe thấy tiếng. Pol Pot thường xuyên tập kích và đánh chiếm mỏng đồi này. Ba chàng tân binh đảo ngũ được biên chế đầu tiên về C11 này. Cho lên đồi 505 luôn. Thế là khỏi trốn. Thế là C9 cùng C11 lên đường về đơn vị. Quay trở lại đường xe đi về hướng biên giới. Đi chừng khoảng 10 km thì C9 rẽ vào rừng để về đơn vị. Còn C11 tiếp tục đi thẳng để lên chốt năm. Đi sâu ở trong rừng khoảng 2 km nữa thì tới đơn vị c chín. Những anh em lính cũ đứng tập trung để nhìn chúng tôi. Những gương mặt vàng vọt với sốt rét, những cặp mắt thâm quầng vì mất ngủ của người lính ở nơi đây làm cho chúng tôi hồi hộp, không biết rồi mình sẽ ra sao. Nhưng thôi, mặc cho số phận, anh em sống được thì chúng tôi cũng sống được. Lúc này tư tưởng đã xác định được chút chút rồi ngày đó lúc này tôi cũng có uy tín với chỉ huy được phép lên đại đội uống trà bắc ở đại đội được mấy anh có được cái đài radio mấy anh già đài sau đó lọt vào đài pol pot tiếng việt toàn là nói về tâm lý chiến không sau đó là lời nói của mấy chàng lính vượt biên nhưng bị pol pot bắt tôi là lính của đơn vị này quê quán ở quận kia rồi kêu gọi anh em chiến sĩ hãy bỏ hàng ngũ. Thế là bỏ rồi, lính ta có bỏ chạy sang Thái, nhưng đều lọt vào tay quân Pot hết. Hai mươi mấy lính tân binh đứng xếp hàng trước sân đại đội để cho thủ trưởng ra đọc tên biên chế về các b. Anh sĩ đại đội trưởng tự giới thiệu tên, rồi anh giới thiệu các anh trong ban đại đội gồm có anh Quang Đại Phó quê Quảng Nam, anh Mai, Tâm, Bá, quê Nghệ Tĩnh. Vậy là ban chỉ huy có tất cả năm. Giới thiệu xong ban chỉ huy, anh chỉ mới đọc tên từng người về các B. Vậy là xong. Chúng tôi đã nhập hộ khẩu chính thức ở C9 tiểu đoàn 3 trung đoàn 812 sư đoàn 309 này. Bắt đầu cuộc sống mới vào cuộc đời lính bộ binh chiến đấu nơi đất lạ quê người của vùng đất Campuchia. C9 gồm có 3B 1 2 và 3. B cối 60, B chuyên môn phục vụ. Quân số tính luôn số tân binh chúng tôi cỡ khoảng 65 người. Vì thế nên các anh em lính cũ rất mừng khi có lính mới bổ sung cho quân số ít ỏi hiện tại. Tôi, Giang và Xuân, ba người cùng trung xã được ở chung một B. Và đến trong B, chúng tôi được hành quân B trưởng quê Quảng Nam, giới thiệu anh em ở trong B. Anh em trong B người Quảng Nam, người ở Long An, rồi cả Thanh Hóa, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hà Sơn Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là ở B chúng tôi có đủ thành phần quê quán, từ Bắc và tới Nam, từ thành phố đến Cà Mau. Tất cả sống chung trong một căn nhà, ăn chung, ngủ chung một giường, sống chết có nhau. Đội hình C9, mỗi bê bộ binh được chia làm hai tiểu đội. Được bố trí ở cách nhau khoảng 700m. B được trang bị một đại liên M60, một B41, hai B40, hai RBD, còn lại là AK. Để A nào giữ đại liên thì A kia giữ B41, riêng A cố 60 thì có ba đồng chí, còn A chuyên môn phục vụ thì sinh hoạt chung. Thường thì y tá làm tiểu đội trưởng. A này gồm có hai anh nuôi, một y tá, một quản lý một liên lạc kiêm luân văn thư nếu không có quân các a này đều được ở độc lập sinh hoạt riêng nhưng được ở gần đại đội khu vực c9 đóng quân gần phun dân ở nhà còn nhưng đều bị sụp đổ cây cỏ rừng mọc đầy trong nhà tôn thì được đơn vị gỡ đem về làm doanh trại còn khung cửa cột toàn là cây gỗ quý không thì đem cho anh nuôi làm củi thấy thật là tiếc. Giờ nơi đây trồng đủ loại cây ăn trái, sầu riêng, cam quýt, dừa, xoài, nhiều nhất là cây dừa. Mỗi lần lính ta ăn dừa là không leo bẻ, lấy búa mà đốn nguyên cả cây, để lấy trái và chặt củ đem về kho ăn cơm. Phía trước mặt đơn vị xa xa là dải núi 952, màu xanh thẫm, chạy dài bên đất Thái, trông thật hùng vĩ bữa cơm đầu tiên trong đơn vị thật là ngon cơm nóng canh đậu nành xay nước mắm thịt hộp tối đến anh em trong a ngồi tập trung lại để a trưởng hội ý phân công công tác nhiệm vụ ngày mai và cắt ca gác đêm kinh khủng đúng là hội ý kiểm điểm trong quân đội ở chiến trường quân trường đâu có như vậy a trưởng nêu mặt mạnh của từng đồng chí một xong tới mặt yếu của từng người sao mà cái gì cũng yếu hết sủa te tua không chừa chỗ hở bởi thế lính ta sợ nhất là hội ý đó là sức mạnh của quân đội vì từ a trưởng hội ý b trưởng từ b trưởng hội ý đại đội đều bị như nhau hội ý xong cũng gần hai tiếng một đồi bắp luộc được đem lên hồi chiều đại đội cho hái bắp mà anh em đã trồng để nấu đãi anh em tân binh để khích lệ tinh thần lính mới đã thật đêm đó tôi được đi gác ca đêm đầu tiên trong đơn vị mới để cho quen và đỡ sợ một anh lính cũ được phân công gác kèm tôi đêm đầu ôi rừng ban đêm thật là im lặng trời tối đen xung quanh cũng vậy chỉ có những ánh sao trên trời là sáng thôi yên lính cũ chỉ cho tôi cách đoán thời gian để mà đổi gác bằng cách coi những ngôi sao trên trời. Lấy một ngôi sao làm chuẩn theo ngọn cây, rồi tính khoảng cách của găng tay mà tính. Cũng hơi chính xác, chênh lệch chừng 10 phút so với đồng hồ. Sau này gác quen rồi, có khi trời mưa, bầu trời không sao, thì thấy cái bụng nôn nao đi là đi đổi gác đúng ca, đúng giờ. Thường thì một ca gác vào khoảng một tiếng rưỡi đến hai hoặc ba tiếng tùy theo quân số trong đơn vị, tùy theo số anh em bị ốm sốt hoặc đi tác chiến nữa. Học cách đoán giờ rồi. Tới cách biết thế nào là tiếng động xào sạt của lá rừng, tiếng cây khô gãy, thế nào là của thú rừng, thế nào là của địch tạo ra để mà quyết định xử lý. Trang bị khi đi gác là AK, lưng đeo ba xe đạn, có ba băng trong đó súng lúc nào cũng có đạn sẵn để lên nòng. Chỉ cần mở khóa an toàn là bùm thôi. Vâng, cả C chỉ có một cái đồng hồ duy nhất, Senko chặt góc, nhưng lại là của một anh hơi khó tính, nên anh em không sử dụng tới. Ở đây anh em gác lúc nào cũng dư giờ, nên anh tiểu đội trưởng thường bao hết giờ gác cả cuối cùng. Đơn vị có giao thông hào liền lạc nhau, chạy dài từ A này sang A kia. Cứ khoảng 20 mét thì có một hầm cá nhân. Mỗi hầm đều để sẵn 5 quả đạn B40 và một thùng đạn AK. Khi gác đêm không được ngồi một chỗ, cứ đi dưới thông hào chậm rãi quan sát về phía trước. Thường trong rừng vào ban đêm rất tối, chỉ nhìn thấy lờ mờ khoảng cách gần thôi. Còn nếu ta nằm hoặc ngồi thì sẽ quan sát được xa hơn nhiều. Nên những giao thông hào ở đây lính ta thường đào sâu. Khi đứng thì ngực ngang với mặt đất, lúc gác được lợi thế và cả trong chiến đấu nữa đi gác cứ đi từ đầu này tới đầu kia gặp lính a kia rồi lại quay trở lại nhờ vậy mà đỡ buồn ngủ và không bị mũi trích để bảo vệ tính mạng mình đầu tiên nên lính ở đây ai cũng gác rất tốt không dám ngủ hoặc ngồi một chỗ nên hầu như các sếp không kiểm tra gác sau một ca gác thì vào a đổi ca phải nói là lính ta rèn luyện rất hay và gần như là tối quen, chỉ cần vỗ vào chân cái nhẹ là bật dậy liền, nhảy xuống đất, chụp ngay cây súng và đeo bao xe, tay cầm đôi giày đi liền ra giao thông hào rồi mới mang vào. Đúng 4 giờ sáng, anh A trưởng người gác cuối cùng kêu toàn bộ mọi người dậy trực chiến, trừ B trưởng ra thôi, còn lại đều mang súng đạn ra giải dài, dài theo giao thông hào để trực chiến. Đây là kinh nghiệm xương máu của chiến trường Pailin. Thường thì địch hay đánh vào các đơn vị của ta lúc trời mờ sáng, khoảng 4 giờ hoặc 5 giờ. Nên lính ta phải trực chiến sẵn sàng như vậy. Để có gì thì cũng kịp trở tay. Năm 84, một C của trung đoàn 31 bị địch đánh tan tác vào lúc 5 giờ sáng. Hy sinh. Sau này tôi sẽ kể. Cứ trực chiến như vậy, cho tới khi còi lấy cơm của xe tổi lên, thì mới vào trong nhà. Lúc này mọi người đều tự giác làm việc, ai đi lấy cơm thì đi, còn lại thì quét dọn xung quanh trại, tranh thủ ăn cơm để đi công tác và học tập. Nếu không đi tác chiến, thì đơn vị tổ chức luyện chiến đấu cho chiến sĩ, chủ yếu là dò gỡ mìn, loại nền 652A và mìn KP2, rồi cách gài mìn chống tăng giật dây nổ. Min KP2 Để áp dụng khi đi phục địch Riêng về cách áp dụng địa hình địa vật Thì không giống nhựa quân trường, Vì phải theo thực tế ở nơi đây Khi đoàn quân đi ngang qua Mà bị địch phục Tuyệt đối không được nấp vào Những ụ mối hoặc cây to Vì xung quanh nơi có địch Thường gài mìn 650A Và KP2 Để bẫy lính ta Là lính bộ binh Nên lính ở đây phải học đủ thứ phải biết cách đi rừng, xem hướng, đông tây nam bắc để đi tuần tra xung quanh đơn vị. Vì ai cũng phải đi hết, phải thay nhau, đi đầu để dẫn anh em đi. Trách nhiệm như là trinh sát vậy, rồi còn phải như lính công binh, đi dò và gỡ mìn nếu phát hiện ra. Bởi thế là phải học. Lần đầu tiên đi tuần của đơn vị, ở đây mỗi ngày đều phải đi tuần. Quân số thường 12 người đi, nhiệm vụ là đi một vòng đơn vị cách nơi đóng quân khoảng ba cây số xem có dấu địch bám hay không đi tới hàng dương cách đơn vị khoảng hai km bỗng tôi thấy hai bộ xương khô nằm ở trên đất dùng mình ngày đó khoảng năm giờ sáng địch hay đánh vào đơn vị nhờ ta đang trực chiến chủ động đánh trả địch phải bỏ chạy tới hàng cây dương này rồi vướng mìn lính ta gài nên bỏ lại hai xác đó là theo lời kể của anh em cho chúng tôi nghe Thường thường 4 giờ chiều đơn vị đi tuần. Sau khi đi một vòng thì trở về cách đơn vị chừng 1 km là ngồi lại cho tới khi trời sụp tối mới trở vào đơn vị. Thắm thoát, chúng tôi ở đơn vị cũng được một tháng. Cuộc sống đã dần quen với môi trường, không còn run rẩy khi nghe tiếng đạn pháo 105 bắn chi viện lên đồi 505 cho C11. Không còn hồi hộp lo sợ khi gác đêm một mình nữa. Bình thường, khi đi ngang bộ xương khô. Tiếng đạn cối B40 AK nổ rền vang ở cả khu rừng hướng nhà máy cà phê nơi đóng quân của lính Campuchia vào lúc 5 giờ sáng. Các B chuẩn bị chi viện. Lệnh từ đại đội truyền xuống các B. Thế là anh em đang trực chiến, súng đạn đầy đủ, tập trung lên đại đội. Lúc này chúng tôi mới thực sự hoảng sợ vì chuẩn bị bước vào cuộc chiến tranh. Nhưng sau đó vì chúng tôi là lính mới Nên chỉ huy cho ở lại đơn vị Cùng với mấy anh ốm sốt Để giữ trại Còn lại tất cả đều đi chi viện cho bạn Mặt trời đã lên Tiếng súng đạn thưa tớt dần Sau đó êm hẳn Đến một giờ trưa Anh em mới về tới đơn vị Và cho biết Bồn Pốt đánh vào nhà máy cà phê Đốt hết doanh trại bạn Lấy đi một số súng Cùng một số đồ cổ của lính bạn Rồi rút đi trước khi đơn vị cơ động tới con khẩu 105 chắc nặng quá Nên bọn Pol Pot kéo không nổi Và cũng không có thời gian phá hủy Nên vẫn còn nguyên vẹn Thật là mệt nhọc Khi anh em phải chạy cơ động Cả 5-6 km mới đến nơi Chỉ còn lại giải rác xác lính ca Và những ngôi nhà đang cháy Thế là phụ thu dọn chiến trường Rồi cáng số lính bạn hy sinh về Pailin Vậy là cái ngày không mong đợi của lính ta cũng tới đó là sốt rét. Lần đầu tiên bị sốt rét, thật là kinh khủng, với cơn lạnh. Cái lạnh từ trong xương phát ra, đắp mền, rồi bao nhiêu quần áo đắp lên, cũng vẫn thấy lạnh. Hai hàm răng cứ đánh bỏ cạp với nhau. Cứ vài phút lại lên một cơn run ập tới, làm cả người run bẩn bật. Chừng 20 phút sau thì hết, nhưng lại tới cơn nóng. Nóng như đốt cháy da thịt, nhất là ở cái đầu và trong hơi thở Sao mà hơi thở nóng quá Tôi tưởng tượng Nếu gậm trứng hột gà trong miệng Cũng chín luôn Nóng và lạnh thật đúng nghĩa sốt rét Qua được cơn sốt rồi Thì người mệt mỏi vô cùng Đầu óc nhức nhói và chóng mặt Thấy vật gì cũng quay cuồng Đứng không vững được Lúc nào cũng muốn nằm Thế là mỗi ngày phải lên y tá hai lần Để trích và uống thuốc Những viên thuốc ký ninh vàng Những mũi thuốc trích quy ninh đã làm cho tôi sợ. Thuốc uống thì đắng, còn thuốc chích thì sưng với danh từ. Cà thọt. Y tá nơi đây chích thuốc rất điệu nghệ. Tay thì vỗ mông vài cái, làm động tác giả. Rồi tay còn lại phóng mũi kim ngập vào mông và bơm thuốc. Không biết đau là gì. Nhưng mà sau khi chích chừng nửa ngày, thuốc tan ra làm nhức nhói hai vùng mông. Nên lính ta sẽ không đi lại được bình thường. Đi lê lết hai hàng Đó là chuyện bình thường Còn nếu bị áp xe còn khổ hơn nữa Phải mổ cục áp xe ra Khi đi phải nhờ tới cây gậy Để chống mà đi Bị sốt như vậy ba ngày Con người khác liền Ra vàng đi vì thuốc ký ninh Người hóc hác Tôi được miễn công tác Nhưng tuyệt đối không được nằm Dù rằng khi bị sốt rất muốn nằm Vì hễ nằm là dễ bị lên cơn ác tính hàng ngày đi vòng quanh đơn vị hái rau dền gai để luộc ăn cơm. Tuy miễn công tác nhưng vẫn phải gác, phải vận động cơ thể. Có một nỗi buồn mang tiếng lính ở Pai Lin. Nhưng thời điểm đó, chúng tôi vào năm 1983 không biết tới mùi cà phê Pai Linh ra sao. Thấy được hạt cà phê tròn hay méo. Còn đá quý thì chưa được hưởng sái toàn là đá ton. Chỉ có các bác đi thời 7980 là còn được hàng cà phê và những viên đá có giá trị. Nên nhiều khi, có người nói chúng tôi ở Pai Linh, vậy là ngon rồi. Chúng tôi cũng gật đầu và nổ như AK bắn liên thanh, chứ có ai biết chủ yếu chúng tôi được hưởng những trái 652A, những trận tập kích ngày đêm. Vâng, Pai Linh là như vậy. Đến ngày thứ năm, cơn bệnh sốt của tôi vẫn không giảm. Buổi chiều hôm đó, trong lúc được mọi người chuẩn bị chén để ăn cơm còn tôi đang ngồi tựa gốc cây bỗng không nhìn thấy gì nữa mặt hoa lên và chỉ còn nghe tiếng la lên là kêu y tá khi tôi mở mắt ra mới biết là mình đang nằm ở pai Linh bệnh xá dã chiến của dây bộ mê màn hết hai ngày đêm mới tỉnh lại thì ra bữa đó tôi bị lơn cơn sốt tôi mới vừa té lan xuống đất anh em trong bê vội vàng ẵm tôi vào nhà, chạy kêu y tá. Anh Tuấn quê ở Quảng Nam, chạy xuống B, chích liền một mũi thuốc, rồi báo đại đội cho người khẩn trương, cáng tôi lên trạm xá tiểu đoàn. Chiếc võng được cột chặt vào cây đòn, mỗi B hai người tập trung để cáng, cả anh Tuấn cũng đi theo. Mọi người vừa cáng vừa chạy để tới trạm xá mà kịp cứu mạng sống của tôi. Những đồng đội đã không quản ngại mệt nhọc Đường đi nguy hiểm Bỏ cả cơm chiều vì tôi Một người lính tân binh Thế mới biết được sự đùm bọc Thương yêu nhau Hy sinh vì nhau Của những người lính sống xa gia đình Xa quê hương Và cũng may Là tôi mới ở trong hôn mê Và được cứu kịp thời Chứ nếu lên cơn ác tính Thì không biết ra sao Vậy là tôi thoát được một cái chết không đáng Nhờ vào tình đồng đội Thương yêu giúp đỡ nhau của lính ta Ngày thứ ba ở trạm xá, y tá báo chuẩn bị bệnh xá sư đoàn. Ở đây không có xe đi đường. Thường thường lính mình muốn đi về sư đoàn phải chờ xe của lính bạn mà quá giang. Tới trưa, xe của lính bạn tới. Tôi cùng Thành cũng ở C9 và mấy bệnh nhân nữa phải vất vả lắm mới leo được lên chiếc xe. Thêm một lần sợ nữa. Trên xe bạn chờ ba cái xác bó tạm vải sơ sài nằm lăn lóc ở trên xe vì là lần đầu tiên ngồi chung với xác chết nên rất sợ xe chạy qua suối lên đồi đường thì xấu nên tới chiều mới ra được đường lớn chạy tới một đoạn nữa thì xe ghé vào bệnh xá của trung đoàn hai năm mươi cho chúng tôi xuống ở lại đây chờ ngày mai xe của sư đoàn vào chờ đi tiếp quá đông bệnh nhân đông quá toàn là lính tân binh bị sốt rét cứ mười anh thì hết bảy anh phải nhờ tới cây gậy để chống mà đi. Hai người nằm một giường, tạm ở đây, chúng tôi vẫn được trích và uống thuốc đầy đủ. Sáu hôm sau, xe hồng của sư đoàn vào chở chúng tôi cùng với một số anh em của trung đoàn 250 ra bệnh xá của sư đoàn. Sau khi được điều trị hết hẳn, không còn lên cơn sốt, thì chúng tôi được chuyển sang an dưỡng ở Thu Dung. Trại an dưỡng này cũng ở gần bệnh xá sư đoàn nơi đây chỉ bồi dưỡng cho ăn uống theo tiêu chuẩn sĩ quan để lính mau lấy lại sức khỏe khi ăn được ăn chung với mấy sếp sáu người một bàn có cái này làm chúng tôi lúng túng mấy sếp khi ăn bắt phải ăn đũa hai đầu làm chúng tôi có gắp được miếng đồ ăn nào đâu sau bữa ăn đó phải mang đũa ra mà luyện gắp vậy là tôi được ra viện sau một tháng mười ngày chúng tôi khỏe hẳn ra lên cân trước đó tôi cùng thành đi bộ ra đường lớn để tìm xe quá giang về pai Linh đi mãi ra tới chỗ nghe lính ta nói là ở ba núi ở đây có cái chợ nhỏ ngay chợ treo mấy bộ xương chứng tích lịch sử tàn ác của pol pot đón được xe lính bạn xe chạy tới chợ cheng thì thành kêu xuống xe rồi dẫn tôi tới nhà một người dân campuchia mà thành quen để nghỉ qua đêm vì đã chiều rồi phải nói là người dân Campuchia quá hiếu khách. Họ mừng khi có người quen là lính Việt Nam. Họ bắt vịt làm thịt đãi anh em tôi một bữa quá đã. Có cái là khi ăn toàn là bóc ăn, không có đũa và chén, chỉ có dĩa thôi. Thịt vịt được ăn với mắm bò hóc, vậy mà chúng tôi vẫn ăn ngon lành. Về tới Palin thì tôi được biết là C9 đã rời về ở Palin, không còn ở khu vực gần 300 nhà đây là lần thứ nhất tôi không có mặt ở đơn vị khi chuyển cứ mỗi lần chuyển đi sẽ rất khổ anh em phải làm cật lực không giờ giấc đốn cây cắt tranh bện lại từng tấm để cất nhà rồi phải đào giao thông hào làm hầm phát hoang đủ mọi thứ cực khổ vô cùng mới có được chỗ ăn ngủ sinh hoạt chiến đấu tường tất đơn vị đóng quân cạnh tiểu đoàn dưới chân đồi 277 trên đồi có một B3 của C9 đóng. Trên mỏm đồi này có một ngôi chùa đã hoang tàn, còn đầy tượng Phật. Nhưng có tượng thì mất đầu, tượng mất tay. Toàn bộ đều không còn nguyên vẹn. Đường lên chùa tam cấp, được lót đá thật đẹp. Cư lên chừng 50 mét là có một nhà nghỉ chân nho nhỏ. Chạm chỗ hình Abasa rất đẹp. Dọc theo con đường thì đắp hình rắn bảy đầu thật công phu. Đồi này cũng rất quan trọng ở Pailin, nên có cả một ADKZ và một A cối 82 của D tăng cường cho C9. Vậy là tiểu đoàn được C9 và C10 bảo vệ xung quanh kể từ khi 505 bị đánh. Đội 505 này tuy nhỏ, nhưng là một vị trí rất quan trọng ở Pailin nằm gần biên giới giữa Thái Lan, địa thế hiểm trở, đồi dốc cao. Sau khi địch chiếm được đồi, toàn bộ D3 dù bất cứ giá nào cũng phải đánh chiếm lại vì còn anh em hy sinh nằm lại đó trước khi tới chân đồi thì phải lội qua một con suối rộng khoảng 30 mét mà lúc này thì suối đang có nước đầy chảy xiết để quân ta vừa xuống suối là địch ở lưng đồi bắn xuống hết một ngày vẫn không thể nào qua suối được sau nhờ tới pháo 105 của bạn bắn chi viện quân ta mới qua suối được rồi phải một ngày đêm nữa Tập trung toàn bộ hỏa lực Và bộ binh Toàn tiểu đoàn mới đánh chiếm lại được đội 505 Xong mới đem được đồng đội Hy sinh về Pailin Sau này tin tức được cho biết Là Pol Pot đã sử dụng Tới hai tiểu đoàn Để đánh chiếm đội 505 505 chỉ có B đóng quân thôi Thế là cuộc sống của tôi Đã bắt đầu lại bình thường Khỏe hẳn ra kể từ khi đi bệnh xá vẫn học dò gỡ mìn, học hành quân đánh trận, vẫn đi tuần đều. Cuộc sống như vậy cho tới tháng 10 năm 83. Tối đêm đó, hội ý, đơn vị cử một số đồng chí đi tăng cường cho C-11 trên chốt 505. Thế là tôi được chọn đi. Cả C tập trung lại, chỉ có 10 người đi tăng cường quân. Nhưng đơn vị chọn những ai ốm yếu để cho đi. Vì nếu ở đơn vị cũng chẳng công tác gì được mấy. Vậy là đoàn quân ốm sốt lên đường đi tăng cường do anh Hải, thương binh lính 80 phụ trách. Toàn bộ đều mang súng AK. Đoàn quân đi theo đường xe chạy hướng về biên giới Thái, đi chừng 10 km. Thì Be, lính mới lấy cơn sốt, không đi nổi. Anh Hải cho nó quay về Bài Linh. Đến được xe bộ C-11, đang đóng dưới chân đồi 505, thì đã quá trưa. Tới đây được lệnh là bổ sung lên đồi 816. Đồi này có một B của C-11 đóng. Từ khi 505 bị đánh, thì B này tăng cường hơn nửa quân số cho B ở trên đồi. Vì thế C-9 mới lên đây. Lần này là lên đồi, một sự thử tách leo đồi đối với những người lính mới và hay ốm sốt như chúng tôi. Vì đồi rất cao và khó lên. Cũng may là ba lô chúng tôi chẳng có gì ngoài tấm chăn đắp, hai bộ quần áo tấm ni lông, cây AK và bao xe đạn ba băng. Vậy là phải từng bước chân đi lên một cách chậm chạp, mệt mỏi. Đi mãi hơn một nửa đồi. Trong lúc ngồi nghỉ mệt, anh lính dẫn đường C-11 nói khi nào lên được dốc nín thở thì mới tới nơi. Vừa bước chân lên tới mặt bằng của dốc đồi nín thở, mọi người đều nằm lăn ra để thở. Quá xứng danh với cái tên gọi của nó. Cả một đoạn dốc dài thẳng đứng phải đi lên một hơi một lèo từng bước chân lên mỏm đá trơn tru bám từng nhánh cây nhỏ treo leo không dừng lại được vì dừng bước sẽ bị tuột luôn thế nhưng với nghị lực và sự kiên quyết và cả nỗi sợ nữa nên chúng tôi đã leo lên được đoạn dốc nín thở này được nghỉ nửa giờ chúng tôi leo tiếp thêm đoạn nữa mới tới được mỏm đồi nơi đóng quân của b ở đây được lính ta gọi là Đà Lạt vì lạnh quanh năm kể cả vào mùa khô. Lúc nào đồi cũng có sương mù, cả ngày không nắng. Cây rừng to lớn che phủ kín ngọn đồi. Chúng tôi mặc cả hai áo vẫn thấy lạnh. Chiều là phải đốt cây rừng lấy than, tối để dưới gầm giường mà sửa ấm. Đêm đi gác phải chùm lên tấm ni lông kín người để cho đỡ lạnh. Gác chủ yếu là nghe tiếng động thôi, chứ đâu có thấy gì. Dù chỉ cách một mét vì sương xuống dày đặc, cả khu rừng trên mỏm đồi dày. Có cái lạ là trên ngọn đồi này cao như vậy lại có một mạch nước chảy rỉ ra từ trong khe đá, chảy xuống một hố trũng tạo thành một nơi chứa nước. Đã vậy lại còn có cá nhỏ và con tép bò nữa. Mọi người sử dụng nước ở nơi đây. Thấm thoát lên được 2 tháng ở trên đồi 86 này, chúng tôi không ai bị lên cơn sốt nữa. Chắc có lẽ nhờ thời tiết Hàng ngày không có công tác gì nhiều Chủ yếu là tới hố nước Để gùi đầy một phi Xài trong vài ngày Thời gian còn lại chỉ đi tám, Nên anh em khỏe mập ra Không còn eo uột như trước kia Nói chung lần đi tăng cường Cho C11 này Cũng như là được đi an dưỡng Ở Đà Lạt vậy Thế là ngày trở về đơn vị đã tới Từ dã bạn bè, anh em từ giã mỏng đồi 816, đội quân không ốm sốt lại trở về đơn vị. Mùa xuân đã đến và chúng tôi đón một cái Tết đầu tiên xa nhà ở nơi vùng đất rừng lạnh lẽo của Campuchia. Đơn vị được dê phát cho một con heo để thịt ăn Tết cùng với một số đậu xanh, nếp, thuốc hút và bánh kẹo. C chia cho B, B lại chia cho A. Mỗi người được chục cục kẹo, một cái bánh và gói thuốc mai đã bị mốc. Tuy vậy, lính ta vẫn cũng được hưởng đầy đủ hương vị của Tết với nồi bánh tét, nồi thịt kho tàu. Đêm giao thừa đúng ca gác, ngồi ôm khẩu súng nghe hơi lạnh từ súng phát ra, cộng với tiếng súng AK bắn từ viên đạn lửa bay lên trời để đón giao thừa. Lòng bỗng bâng khuâng mơ ước được sum họp với gia đình để nghe hơi nóng từ nồi bánh tét tỏa ra. Mùa khô đã đến Qua Tết chừng nửa tháng Đơn vị được lệnh đi tác chiến Thế là tôi đã lần đầu tiên đi đánh giặc Cả đơn vị sửa soạn ba lô Súng đạn đầy đủ Đem theo mỗi người phần lương thực Thực phẩm ăn 7 ngày Ba lô tôi đựng gạo sấy, lương khô ba bình nước 4 lít 300 viên đạn AK hai quả B40 Tăng võng Tất cả khoảng hai mươi mấy kg ở trên vai Rồi còn mang ở tắt lưng Bao xe đạn ba băng và cây súng AK nữa. Quá nặng so với một người nhỏ con ốm yếu như tôi. Vậy mà tôi vẫn đi được. Thân vị tập trung thể tiểu đoàn. Ở đây đang có một xe lính bạn đang chờ để đi phối hợp tác chiến cùng với C9. Vậy là đoàn quân khoảng 60 người hành quân lên đường. Đi theo đường xe hướng về biên giới Thái Lan. Tuy đội hình như vậy nhưng không có hỏa lực của dê phối hợp. Chỉ có trinh sát và thông tin tiểu đoàn được bốn người đi. Nhiệm vụ của đơn vị là tìm đường mòn để mai phục. Anh Mai xe phó C9 phụ trách chung luôn đám lính bạn. Cũng may là có một chuyên gia nên cũng đỡ về mặt ngôn ngữ. Đi suốt cho đến chiều tới đơn vị đóng quân của lính bạn đóng trong khu rừng toàn là cây thanh trà thì được nghỉ lại qua đêm. Thái thanh trà rừng này ăn cũng rất ngon. Chúng tôi ăn đến bỏ cả ăn chiều. Sáng hôm sau hành quân đi tiếp. Lần luồn sâu này trong rừng già, gần phía biên giới. Đi tới trưa, nghỉ để ăn. Lấy gạo sấy ra. Tôi đổ nước theo vạch trên bịch. Khoảng 5 phút gạo nở ra. Lần đầu tiên ăn gạo sấy, thật khó ăn. Cơm hôi hôi mùi ẩm mốc. Hạt cơm thì dai. Dầu sau cũng phải ăn. Chứ sau này ăn phà phà, còn lại còn khen ngon nữa. Chiều đến chỉ huy chọn được điểm thuận tiện Rồi chia đội hình ra để nghỉ qua đêm Trinh sát thì leo cây Coi hướng lấy bản đồ Rồi chấm tọa độ Xong chỉ huy báo cáo tình hình Địa điểm hành quân trong ngày Về cho tiểu đoàn qua mật cầu thông tin Chúng tôi đã đi như thế Được 3 ngày đêm Có đường mòn Trinh sát báo lên chỉ huy Anh Mai lên khảo sát đường mòn Lệnh được ban ra Phục ở khu vực này là một con suối cạn đã khô nước. Đường mòn này địch chắc thường xuyên đi lại nên nhẵn và lớn không có một cọng cỏ. Đây là từng bê được phân công ra theo đường mòn để cài mìn. Những quả mìn DHKP2 được cài dọc theo hướng đường mòn. Dây mìn kéo sâu vào nơi anh em nằm phục để sẵn sàng giật dây khi có địch. Con suối cạn này đi vòng qua lại. Đội hình mỗi bê phục khác nhau Bên tôi không có phục bằng mìn chỉ nằm chờ nếu mìn nổ là xung phong lên đánh tôi cùng với mấy anh em nữa thì ngồi hẳn dưới lòng suối cạn cũng hơi cách xa nơi đang phục mìn lần đi tác chiến đầu tiên trong đời run và sợ lắm phục như vậy suốt một ngày đêm không đi đâu suốt ngày ngủ một chỗ lúc nào ba lô cũng đeo ở trên vai tay luôn cầm súng ngồi ngắm cây rừng, nghe tiếng thú kêu. Sao mà ảm đạm, mà nhớ nhà kinh khủng, thầm cầu mong cho đừng có địch. Sáng đến ngày thứ hai, lúc này cũng gần chiều tối, lấy gạo sấy ra chế nước. Bùm! Tiếng mìn nổ. Vậy là đánh rồi. Tiếng đạn B-40, cối 60, AK của quân ta, nổ rền vang cả cô rừng phía trước. Tim tôi lúc này như ngừng đập, run và sợ nhưng cũng cố mở khóa súng đứng lên hướng súng về phía trước và xiết cò tuy rằng không thấy địch ôi mùi thuốc súng sao mà nồng nặc vậy tự nhiên tôi có cảm giác lâng lâng bớt sợ đi bình tĩnh lại thay băng đạn khác vì băng đạn đầu tôi chỉ xiết cò một cái là hết liền những viên đạn tôi bắn đã bay vào hư vô khoảng không tôi vẫn đứng một chỗ mà bắn vì lúc này đâu có nghe được lệnh gì Tai ù đặc vì tiếng đạn nổ Thế rồi có tiếng đạn DKZ Và cối 82 Từ bia rừng bắn trả lại khu vực của đơn vị Một trận mưa tiếng nổ Của đạn cối DK Vang lên ở khu vực Trước đội hình đơn vị Tôi không nghe thấy tiếng bắn của đơn vị Như lúc ban đầu nữa Lúc này hơi lo lo trong bụng Ngó lại đằng sau kia Thấy xô vẫn còn đang bắn trả về phía trước Tôi vẫn cứ bắn Nhưng lần này đã bình tĩnh lại Nên không còn xiết cò liên thanh một hơi nữa Bỗng nhiên Trinh sát tiểu đoàn và xô chạy tới Và la lên Chạy Đơn vị rút hết rồi Sau khi B2 giật miền Tiêu diệt tốt địch đi đầu Và bắn vào đội hình địch Trận chiến chưa ngã ngũ Quân ta còn đang bắn Nên chưa thể sung phong lên thu vũ khí thì pol pot đã phản công tấp nập hỏa lực vào ta anh mai thấy tình hình không ổn nên lệnh rút tránh tình trạng nguy hiểm lính cho ta lệnh truyền đi không tới được nơi tôi và xô may sao miên trinh sát còn kẹt lại thế là miên dẫn chúng tôi vọt chạy chúng tôi đã chạy không kể gai góc cành cây quật vào mắt và mặt chỉ biết làm sao để thoát ra khỏi trận địa để còn sống thôi một tiếng nổ vang lên tôi nghe ù tai liền đó cát bụi bay phủ lên đầu chết rồi tôi tưởng là bị thương nhưng sau không nghe đau rát gì cả tôi gần như là mất hồn sau tiếng nổ đó cả ba chúng tôi càng cắm đầu chạy dư hơn nửa lúc này tôi chỉ biết chạy và chạy mà thôi tiếng hỏa lực không còn chỉ còn tiếng ak địch bắn vèo vèo trên đầu chúng tôi không biết chúng tôi chạy được bao xa nữa chúng tôi phải nằm xuống đám cỏ tranh vì có tiếng súng ak bắn ở bên hông ngang chỗ chúng tôi đang chạy ba người nằm ép sát mặt đất khu vực này là rừng trồi không có cây to chỉ có cỏ tranh cây rừng nhỏ và dày nên khi chúng tôi nằm xuống là ở xa không thể thấy được ba người nằm về hướng tiếng súng ak đang bắn tôi nằm giữa miên, xô so, nằm hai bên. Ba mũi súng hướng về phía trước, mở khóa an toàn, sẵn sàng một cách nhẹ nhàng. Chỉ cần siết cò, lúc này tiếng súng nơi trận địa đã bớt đi. Chỉ còn lại những tiếng đạn AK địch bắn bâng quơ, vì biết quân ta đã rút hết. Bỗng một tiếng súng vang lên phía trước mặt chúng tôi, nghe rất gần. Chết rồi, Pot Pot đang đi về hướng chúng tôi. Quả vậy, ba thằng Pot đang cách chỗ chúng tôi chừng 50 mét. Tôi thấy rất rõ, vừa đi vừa bắn tùm lum vào hướng chúng cục bắn. Đạn bay vèo vèo trên đầu. Nhưng Pol Pot vẫn chưa thấy chúng tôi vì chúng tôi đang nằm 30 mét rồi 25 mét. run hồi hộp, tim đập thình thịch, đầu tôi nóng gian, thở gấp. Đó là tâm trạng của tôi, lính mới lần đầu đối mặt với cuộc chiến, đối mặt với bọn bồn pốt, ba người nhắm mũi súng vào bọn pốt, miên ra dấu, khi nào miên bắn thì mới bắn. Tôi tầm nghĩ, lúc này chỉ còn liều, chứ đâu còn cách nào khác. Vì đâu phải có ba thằng pốt này, còn những tốp khác cũng ở gần đây. Tôi nhắm vào kỹ tên đang mang khẩu B40. Tên đi đầu càng lúc càng rõ, khoảng cách lúc này chừng 20 mét. Thật không ngờ, như một giấc mơ tên đi đầu bỗng nhiên rẽ qua bên phải cùng hai tên kia đi khỏi nơi chúng tôi nằm mỗi lúc càng xa dần cho đến khi chúng tôi không thấy gì nữa chỉ còn tiếng súng của chúng bắn càng lúc càng xa để lại nơi chúng tôi những tiếng thở phào nhẹ nhõm chúng tôi vẫn lặng im quan sát ở xung quanh xa xa nơi xảy ra cuộc chiến tiếng la hét nói chuyện của pol pot vang vọng chắc có lẽ chúng đang thu dọn chiến trường khiêng bọn tử thương về. Mặt trời đã lặn hẳn, rồi bóng đêm bao trùm lên cả khu rừng. Lúc này mới thực sự là chúng tôi còn sống, không còn nguy hiểm nữa. Ba người ngồi dậy, dựa lưng vào nhau, mặt quay về ba hướng. Một luồng gió mạnh thổi qua và những hạt mưa rơi xuống đang bước vào mùa khô mà vẫn có mưa lấy tấm ni lông trùm kín cả ba người. Những hạt mưa rơi tí tách, không lớn, kéo dài. Chúng tôi phải ngồi chịu trận, như vậy cho đến hết cơn mưa. Dứt mưa ló đầu ra khỏi tấm ni lông, thấy ánh trăng mờ mờ ở trên đầu. Miền nói, Thôi, tụi mình đi. Miền dẫn đường đi trước, nó là trinh sát, ngó trăng coi sao. Mỏ mẫm từng cành cây, vạch từng nhánh che gai để chui qua ánh sáng lờ mờ trong rừng nhờ trăng vừa nhìn đủ thấy nhau từng mét một chúng tôi bám nhau mà đi thật là gian nan vất vả đối với tôi một người lính mới đi mãi cho tới vừa hừng sáng ngồi xuống nghỉ mệt bỗng có tiếng súng mười hai ly bảy từ xa vọng tới ba tiếng bắn kêu mừng quá vì đó là tiếng bắn gọi nhau của lính mình tiếng súng chỉ cách trường sáu km mừng nhưng chúng tôi vẫn không dám bắn trả lời. Giờ thì đi về hướng súng bắn kêu, vì cứ khoảng 5 phút là có 3 tiếng súng. Đó là tiếng kêu của C. Bỗng nhiên, Miên khoác tay và nói nhỏ: "Có dấu người đi phía trước mới tinh, vừa mới đi." Hồi hộp, nhưng chúng tôi vẫn đi, lại đi theo dấu đi đó, vì dấu đường đi này chứng tỏ đã đi về hướng súng bắn kêu. Đùng, đùng, Chúng tôi vội nằm xuống Liền theo phản xạ Vì tiếng bắn AK này Ở phía trước Chúng tôi chừng 50 mét Định thần lại Mới biết đó là tiếng bắn trả lời của lính ta Vậy là giấu đi phía trước Chính là lính nhà mình Nhưng mà là ai Chúng tôi vội chạy theo Tới gần thì nghe tiếng nói Việt Nam Miền la lên Ai ở trước vậy Tao Dũng đây Chúng tôi chạy tới Thì thấy Dũng sói đang kẻ quý sặc còn thành rùa lật ngửa đang mang hai ba lô đeo hai cây súng một ak một trung liên kế bên gặp nhau mừng quá vì tất cả đều ở b 1 của tôi hỏi ra mới biết là ba người cũng bị lạc đội hình trong trận đánh ngày hôm qua quý bị một quả đạn cối nổ gần nên bị thương tùm lum ở người còn dũng bị nhưng không đến nỗi nào thành thì không sao Thế là chúng tôi cùng nhau dìu quý, vừa đi vừa bắn trả lời đơn vị. Đi được khoảng 30 phút thì gặp anh em trong đơn vị đi tìm chúng tôi. Thế là quý được anh em cáng về, vừa đi vừa được anh em kể lại. Sau khi đơn vị rút quân về tới đơn vị lính bạn, nơi khu rừng có cây thanh trà, anh Mai kiểm tra lại quân số, thì bỗng thấy thiếu 6 người, 4 lính B1, 1 B2 và một trinh sát D. Điện báo cáo về tiểu đoàn. Tiểu đoàn kêu ở lại đó chờ C-10 và C-11 tới chi viện, rồi cùng đến nơi xảy ra trận chiến mà tìm xác chúng tôi về. Anh em trong đơn vị đều nghĩ chúng tôi đã hy sinh hết. Sáng sớm, anh Mai mượn khẩu súng 12 ly 7 của bạn bắn gọi để cầu may. Nếu đi lạc trong rừng thì nghe tiếng súng mà theo đó để về. Còn hy sinh thì thôi. Không ngờ tiếng súng bắn trả lời của chúng tôi vang lên cả đơn vị mừng lắm vội tập trung lại đi tìm vậy là quân số vẫn còn đủ tổng kết lại trận đánh đó ta bị thương hai người một nặng một nhẹ mất một súng và một ba lô của quý sặc còn về phía bọn pol pot sau này đặc công ta báo về là ta diệt được từ sáu đến mười tên địch hôm đó là một trung đoàn pol pot đang trên đường hành quân đi đánh ta quân đông hỏa lực mạnh thành ra trận đánh đó ta thắng vì diệt được địch nhưng thua vì không thu được vũ khí và đồ cổ mà lại còn mất đi một khẩu súng và đồ cổ đây là lần thứ nhất tôi đụng trận và bị chạy lính bị đánh tàn tác chạy lạc ở trong rừng súng đạn không còn pháo chi viện thì bắn bay qua đầu rớt ở bên đất thái chỉ huy thì mất tiêu phần lại là lính tân binh tư tưởng không thông mang bình tông cũng không nổi không biết làm sao đây trở về đến bailin một cuộc họp rút kinh nghiệm do tiểu đoàn chủ trì tại sao và tại sao rốt cuộc một trận te tua đối với tốp lính đi lạc làm lính mà có như vậy mới có kinh nghiệm và cuộc sống trở lại bình thường sau ngày chạy lạc của chúng tôi lúc này chuẩn bị vào mùa mưa nên đơn vị cho phát hoang khu rừng xung quanh đơn vị đốn sạch cây rừng dọn dẹp sạch cỏ để chuẩn bị tăng gia cải thiện đời sống mưa xuống cây trồng mọc rất nhanh mưa lớn nhờ đất rừng màu mỡ nên không cần chăm sóc nhiều mà cải bí vẫn tốt mịt nhờ vậy mà bữa ăn hàng ngày của anh em được cải thiện thêm xung quanh đơn vị có những cây xoài mút cứ tới bữa cơm là anh em bẻ nguyên một nhánh xoài, rồi lấy lá non còn mướt, đem chấm với ruốc cá, ăn cơm thật là tuyệt, ngon hết sảy luôn. Vì thức ăn luôn thiếu, nên chúng tôi hay bẫy chuột, được năm bảy con chuột, đem thui lông, chặt khúc, rồi kho chung với muối cho thật mặn. Nước đổ vào, linh láng, xong lấy lá xoài kẹp vào, cháy ớt hiểm, chấm vào nước thịt chuột ăn. Ôi, ngon cực kỳ! đã quen dần với thời gian sinh hoạt nên lúc này chúng tôi đỡ bị sốt hành hạ như hồi mới vào Pai Lin. Bình thường như anh em, hàng tháng chỉ lên cơn sốt một hai cơn, hết sốt bình thường trở lại như là chưa bị gì. Tuần tra, canh gác, tăng gia học tập, cuộc sống chúng tôi như vậy ở Pai Linh cho đến tháng 6 năm 84. C9 tôi được lệnh đổi chốt lên chốt trên 505 đổi cho C11 về pai Vậy là C9 bắt đầu chịu đấm ăn xôi. Tôi chợt nghĩ đến thằng Đồng Hương và mấy anh em đã hy sinh trên đồi đó khi năm bị Pol Pot đánh chiếm. Tôi nói thật là hơi dao động một chút. Mọi người thu xếp hành trang cá nhân, chỉ đem súng và đồ cá nhân, dao, cuốc sẻng thôi. Còn toàn bộ lương thực, thực phẩm, đạn để lại cho C11. Tới C bộ C11 thì cũng gần chiều. Anh em C11 đang tập trung chờ C9 tới bàn giao để về Pai Linh. Anh Mai đại phó truyền lệnh. B1 lên 505, B3 lên 816, B2 ở đây cùng C. Chúng ta chỉ ở điểm tựa này 3 tháng thôi. Vì thế, mỗi B sẽ ở 505 một tháng. Trước hết là B1. Chết rồi, Phen này thì sẽ biết thế nào là khổ sở khi ở năm năm tôi chỉ thấm như vậy lính ta khi bị kỷ luật là đưa lên năm năm này Bên một hành quân lên đồi theo người lính dẫn đường của c mười một tôi đi theo bước chân của người đi trước ngó xung quanh vẫn cảnh rừng heo hút vẫn tiếng gõ kiến kêu cồng cốc vào cây đâu đó tiếng tòn tót của con mang đang vọng lại tự nhiên tôi thấy buồn và lo sợ đi một đoạn rồi lội qua một con suối. Qua đường suối tới chân đồi. Leo đồi này đối với tôi không còn khó khăn và vất vả nữa vì đã quen rồi nên cũng hết sợ. Tới nơi, vì ngọn đồi này có một bê lính bạn đang đóng quân. Không mới tới ngọn đồi B3 thôi, phải đi lên thêm 700 mét nữa mới tới đồi 505. Anh Phước bê trưởng phân công. Thường bê phó cùng tôi, Liêm và Thành ở tại đồi B3 này, còn lại tất cả lên đồi 505. Thật là sướng khi được ở đồi B3 này, vì đồi này không phải là mục tiêu chính của Pol Pot. Tôi đã sai lầm khi nghĩ là như vậy. Đồi B3 này không được lớn, giao thông hào giáp đồi Cư một đoạn 10 mét là có một hầm chữ A, rồi cả hầm âm nữa. Ở đây chủ yếu là hầm. Chúng tôi ở đồi này chung với một bê lính bạn. Ở 505 cũng vậy Lính bạn cũng như chúng tôi Cũng vừa đổi chốt Được cái là lính bạn sử dụng hỏa lực Nhiều hơn ta Có cả DKZ-82 Tôi và Liêm dọn dẹp hầm chữ A để ở Còn Thường và Thành Ở hầm âm Hầm âm này rộng rãi Để cả chục phi nước mưa thủ sẵn Và cả chục bao gạo Vậy là chúng tôi bốn lính Việt Nam Và 8 lính Campuchia Cùng chung nhau bảo vệ trên đồi B3 này. Cả ngày không có công tác gì cả. Nhiệm vụ của chúng tôi là lấy gạo ra lượm thóc và nấu cơm. Anh em ăn. Thời gian rảnh thì sang lính bạn học tiếng ca. Chủ yếu mấy từ xin đồ. Tối đi gác. Gác tới 12 giờ. Kêu lính bạn dậy đổi gác. Cuộc sống êm ả. Trừ một tuần thì sáng sớm hôm đó. Bộ bốt tập kích vào đồi 505 cối 82 từ đất Thái bắn sang, những tiếng nổ rền vang ở trên đồi. Nhìn sang 505, tôi thấy khói mù mịt ở trên đỉnh đồi. Lo lắng hồi hộp cho anh em ở trên đó, rồi lại lo cho ở B3 dưới này. Nghe đạn địch tập kích 505 dữ quá, nên lính bạn ở đây kéo khẩu DKZ82 hướng về bên đất Thái, nơi có tiếng bắn của bọn Pol bon Pot. Ầm! Một tiếng nổ thật lớn vang lên Đạn bay vẻ vè vèo, và tiếng nổ nhỏ vang lên vì bắn xa, đận đâu đó trên đất Thái. Lính bạn bắn tiếp đến quả thứ 9, thì địch không còn tập kích ở đồi 505 nữa. Mọi người đều mừng rỡ vì hiệu quả của khẩu DKZ. Cuộc sống trở lại bình thường, sau trận tập kích của Pol Pot, không còn ai lo nghĩ đến súng đạn nữa. Thường điện qua 505 hỏi thăm, không ai bị làm sao vì anh em ở đó đã ở hầm an toàn. Nhưng không ngờ, mới vừa hưởng đông sáng hôm sau, tôi vừa lấy gạo ra để lượm tóc, thì nghe tiếng bắn từ Thái vang lên. Tôi thầm nghĩ rằng, năm linh năm lại bị thấp kinh nữa rồi. Xoẹt! Một tiếng bay qua đầu tôi, và một tiếng nổ chát tai, đất đá bay rào rào, cây rừng xào sạc, cũng khói bốc lên. Vậy là địch đã bắn vào đội B3 của bọn tôi đang ở. Không kịp bưng thau gạo, chúng tôi chạy liền xuống hầm chữ A. Một tiếng nổ nữa vang lên rất gần. Trên đỉnh đồi, tôi nghe tức ngực ù tai. Bữa nay bọn địch bắt đầu bắn trả lại cái ngày hôm qua của đồi này. Một post bắn lại các DKZ, rồi cối 82, để cho ta biết là nó không sợ gì khẩu DKZ ở trên đồi B3 này. Vậy là chúng tôi phải ngồi trong hầm suốt từ sáng cho đến chiều vì đạn cứ nổ liên tiếp không ngừng. Chúng tôi không thể nào ra khỏi hầm được, mà ai đến chừng 5 giờ chiều, không còn tiếng nổ nào ở trên đồi nữa, chúng tôi mới mò lên khỏi hầm. Không thể tưởng tượng nổi, một cảnh vật điêu tàn ở trước mặt, đất trên ngọn đồi bị bung lên như có ai vừa bới lồm trộm. Không còn cọng cỏ nào nữa, mấy cây bằng lăng to lớn bị mảnh đạn kim vào như cái mặt rỗ, cành cây đều gãy hết. Chỉ còn trơ lại thân cây thôi Cây cỏ nhỏ ở xung quanh Không còn gì hết Một sự tàn phá khủng khiếp của bom đạn Rất may Là toàn bộ những căn hầm trên mỏm đồi này Không cái nào bị trúng đạn cả Nếu không thì Thật đúng với câu nói Của những người lính trước Có ỉa miệng ve Vì hàng trăm quả đạn Trà chút lên ngọn đồi nhỏ Vậy mà không có hầm nào bị trúng đạn Riêng năm Hôm nay địch không bắn Vậy là không còn được êm ả à, Không còn học tiếng Campuchia nào nữa Ngoài từ xin thuốc hút Và thức ăn Hôm sau cũng mới mở sáng Là Pol tập kích tiếp Lần này cả đồi 505 Cũng bị luôn Vẫn tiếng nổ ù tai Vẫn ngồi trong hầm nghe câu chuyện Cho đừng có quả đạn nào Rớt trúng hầm mình Và vẫn ngồi ôm cái bụng đói sang đến ngày thứ ba thì tôi đã dần quen với tiếng đạn nổ bớt sợ run người như lúc đầu bị tập kích bình tĩnh ngồi đếm bao nhiêu quả đạn nổ không thể nào đếm được gì đạn nổ gần trên đỉnh đồi tôi run gần chiều thì pôn bắn tấp nập để nghỉ vẫn như mọi bữa khi không còn tiếng đạn nổ thì nơi đất thái lại vang lên tiếng xe chạy đó là xe chở bọn địch đi tập kích về Ngày nào cũng vậy, thế là xong một ngày, sau đó là lấy gạo, cơm sấy ra ăn. Vì đã suốt một ngày phải ngồi trong hầm không ăn được gì hết, tinh thần đâu mà ăn khi đạn nổ xung quanh mình. Ngày nào địch cũng tập kích như vậy, cho nên C đã điện cầu cứu tiểu đoàn, xin chi viện pháo. Thế là mỗi lần Pot bắn vào đồi chừng 100 quả đạn thì từ nhà máy cà phê nơi có xe pháo binh, lính bắn trả chi viện cho 505 chúng tôi. Tiếng đạn 105 bay ngang đổi, nghe rất rõ, rồi tiếng đạn nổ vang trên đất Thái. Chỉ cần ba trái là bốn bút êm liền, không còn bắn và đổi nữa. Sau này nghe ban chỉ huy nói lại là những quả đạn này không bắn vào nơi địch đứng tập kích ta, mà bắn vào gần nơi có dân Thái ở. Như vậy nó mới sợ. Mỗi lần im tiếng đạn là dưới xe điện lên hỏi thăm anh em có gì không và nhắc nhở phải cảnh giác đề phòng địch đánh chiếm đồi. Và kể từ đó, chúng tôi không dám gác riêng nữa mà gác kèm chung với linh bạn. Chúng tôi phải chịu tập kích như vậy suốt 15 ngày. Hễ địch bắn ta, ta vào hầm. Ta bắn địch im, ta lại lên hầm. Tối hôm đó, chúng tôi đang nằm ở hầm âm nói chuyện với nhau thì tiếng trong điện thoại vang lên. Ở đây có đường dây điện thoại từ dưới C ở tận chân đồi kéo lên tới đồi 505. Khi xe điện cho 505 thì điện thoại ở đồi B3 vẫn nghe vì chung đường dây. Alo, alo, Vũng Tàu đâu? 505 có tên là Vũng Tàu. Đây, Vũng Tàu nghe. Tiếng anh Phước ruồi b trưởng. Sáng mai đồng chứ cho anh em thu xếp hành trang dũng đạn rồi tổng kết số đạn và lương thực xong rời chốt xuống đại đội cùng về pai linh để cùng tiểu đoàn chuyển về trung đoàn ở ta nơi pai linh này ta bàn giao lại cho lính bạn hết ôi lạy chúa mặc dù tôi không có đạo vậy là thoát rồi khi nghe được tin này chúng tôi mừng quá nhảy tưng lên đầu đụng vào mấy cái cột hầm làm sưng vù lên Đêm đó không có ai ngủ được Cùng ra thông hào ngồi gác với lính bạn Chỉ trong một thời gian ngắn Chưa được một tháng Từ khi C9 lên đây đổi chốt Cho C11 Và B1 lên 505 này Cảnh vật đã thay đổi Không thể ngờ được Nhất là ở đồi B3 chúng tôi Khi mới lên Cảnh vật thật là tươi mát Cây cỏ xanh tươi Tán của những cây bằng lăng Che phủ kín cả ngọn đồi Suốt ngày không ánh nắng Vậy mà giờ đây Chỉ là một quả đồi chọc Chẳng còn gì gọi là sự sống nữa Ánh nắng chói chang, Không còn một cây cỏ nào tồn tại Đến cây bằng lăng to lớn Cả ôm tay Cũng tè tua sờ sắc Đầy những mảnh đạn pháo Kim vào thân nó Không còn cành lá nào dính vào thân Nó trơ trọi Đứng trần chuồng giữa không gian Để đến một ngày nào đó Nó sẽ đổ gục xuống Vì những mảnh đạn vô tình xuyên qua. Ôi, chiến tranh thật là khốc liệt. Sáng sớm, anh em bên đồi năm hành quân xuống đồi B3 chúng tôi để cùng nhau xuống núi. Anh Phước bên trưởng nói, trước khi từ giã nơi đây, chúng ta hãy bắn đi, bắn cho tan những ngày nằm hầm, âu lo, bụng đói và cả sự căm hờn đối với bọn Pol Pot. Mọi người đều cầm AK hướng về đất Thái rồi xiết cò những tiếng súng nổ liên thanh, những làn khói súng bốc lên, làm cho lòng tôi cảm thấy lâng lâng, tự tin hơn. Nòng súng tôi nóng lên khi lắp băng đạn đến thứ ba. Từ giã đồi 505, từ giã B3 đồi chọc, tạm biệt những người lính bạn ở lại đồi, đoàn quân xuống núi. Lúc này tôi thấy nao nao ở trong lòng, khóe mắt hơi cay cay. Chắc có lẽ tôi muốn khóc vì mừng buồn vui lẫn lộn khi rời khỏi nơi này. Khi xuống tới C thì anh em đã tập trung đầy đủ, chỉ còn chờ bê tôi là hành quân. Anh em trong đơn vị gặp nhau mừng lắm vì mọi người vẫn còn nguyên vẹn sau những trận tập kích. Ai nấy đều hớn hở vì sắp thoát khỏi vùng đất chết này. Lên đường, đoàn quân hăm hở bước đi thật nhanh. Ai nấy đều mong cho mau về tới Lin đi được hơn nửa đường thì mọi người đều ngó lại hướng đồi 505 vì có tiếng nổ. Bột đã tập kích ở đồi. Tôi bồi hồi khi nghĩ đến những người lính bạn đang ở lại đồi. Đến chiều mới về tới Berlin, mệt dã rời vì đi không được nghỉ. C9 được lệnh đóng tạm quân ở ngôi chùa, nơi mà lúc chúng tôi là tân binh được đưa vào ở khi bước chân tới Berlin. Quang ba lô vào góc nhà nằm dài xuống nền gạch bông để thưởng thức cái hơi lạnh từ gạch bông thật là đã so với cảnh nằm hầm sáu hôm sau mỗi xe được dê cấp cho một con lợn để liên hoan mà từ dã pai Linh để cùng tiểu đoàn về đóng quân ở taco nơi pai Linh này được bàn giao lại cho một trung đoàn lính bạn tất cả mọi người còn ở lại đây tập trung lại tính hết cả tiểu đoàn chỉ có 12 người do anh Tuấn y tá C9 phụ trách chung. Lúc này là lúc tôi được sung sướng nhất trong đời lính. Suốt ngày ăn, xong đi lượm đá quý, nhưng cũng được toàn là đá non. Rồi đi chơi lòng vòng vào mấy căn nhà dọc ở trên phố để tìm đồ cổ, mà làm gì mà còn. Tối ngủ thì không phải gác, phải nói là dân Pai Linh này rất quan trọng về nước nhà nào cũng xây một cái hồ chứa thật lớn, âm ở xuống đất 2 mét, rồi xây cao lên 2 mét, ngang 4, dài 10 mét. Quá nhiều nước luôn. Hai ngày sau, anh Tuấn rủ tôi ra chợ tà đang chơi. Vậy là sướng nữa. Anh cho tôi một bộ đồ lính và cái nón chia Tôi bận vào, trông như là lính bạn vậy, vì tôi cũng rất đen. Quá giang, xe lính bạn đi ra tới chợ Tà Reng xuống Anh dẫn tôi tới một nhà người đồng hương Của anh Cũng là một người lính Nhưng đã lấy vợ Campuchia Và ở đây khi được ra quân Thế là tôi đưa cho anh Tuấn Bán dùm ba hũ bi đá ton Để lấy tiền mua đồ xài Đây là một cái chợ Ở vùng quê Nên cũng hơi nhỏ Cũng có sạp nhưng sập sệ Che tạm những tấm tranh rách trên nóc sạp Tôi tìm được một quán nhỏ Theo lề đường ở đây họ mua bán đủ thứ hủ tiếu cà phê khô mắm và cả vàng nữa trời vàng mà họ để trong cái mệt nho nhỏ này giống như là bán khô coi như là không có gì phải ở sài gòn chắc là mất rồi kêu một tô hủ tiếu và ly cà phê có cái này tôi đã thể ý từ lúc sang campuchia khi lính việt nam bước vào quán campuchia là họ sẽ mở nhạc liền là nhạc vàng ở Việt Nam mình cấm. Nào là rừng lá thấp, xuân này con không về. Tê là vừa uống cà phê vừa nghe nhạc. Tôi đã hồi tưởng lại những ngày còn ở Việt Nam. Chiều hôm đó, một con chó bị xe lính bạn đụng. Bạn anh Tuấn chay ra đem vào. Thế là tối đêm đó, một nồi thịt cầy, rượu được bày ra. Và tôi lần đầu tiên trong đời đã ăn ngon, nhậu xả láng tên là say mỏ mẫm tìm ba lô lấy võng ra răng leo lên không còn biết gì nữa mặc kệ đời mặc kệ bọn phun pot ba ngày sau chúng tôi trở lại paylin và mấy ngày nữa thì xe của sư đoàn vào để chờ tủ bàn ghế súng đạn về sư đoàn chúng tôi từ xã thị trấn paylin để trở về đơn vị tiếp tục cuộc sống lính rừng bùi ngùi chia tay mảnh đất mà tôi đã ở một mùa xuân thị trấn Pai Linh ngày ấy xe chạy thẳng về c kho của sư đoàn và bỏ đồ xuống toàn bộ tủ bàn ghế đồ xịn của tiểu đoàn đều sung công quỹ cho sư vì chúng tôi được lệnh là tự đi về ta cô xe không chở nữa anh tuấn dẫn chúng tôi đến nhà khách của sư đoàn ở đó chơi tiếp đến hai ngày sau mới có xe quá giang về đến trung đoàn 31 và hành quân bộ về Taco. Khi đặt chân tới đơn vị và tôi trở về B1 thì mọi người đã cất nhà xong và đào hầm hào xong hết cả. Số phận của tôi không đến nỗi cực khổ như anh em B vì đây là lần thứ hai tôi không có mặt khi chuyển đơn vị. Mỗi lần chuyển cứ là mỗi lần cực khổ đối với những ai làm lính. Tới chỗ mới là phải đi đốn cây chặt tre, cắt tranh bện lại, cất nhà xong rồi mới đào giao thông hào, chặt cây to để làm hầm, phải tranh thủ từ sáng tới trưa, ăn xong làm liền, đến tối mịt mới nghỉ. Cổ như vậy mà tôi đã không có mặt. Anh em nói tôi thật là may mắn. Dê 3 chuyển cứ về rây an tiếc, cách Taco nơi trung đoàn bộ 82 đóng quân chừng 6 km. Ở đây là một nghĩa trang, giã chiến, sử dụng chung cho hai trung đoàn là 812 và 31. Dây bộ đóng quân ở đây, còn C9 thì đóng cách chừng 3 số. Thời điểm này đã có kế hoạch K5, nên dây 3 mới chuyển về đây gần trung đoàn, mà sau này toàn quân đã đi chiến dịch K5. Bây giờ đã là tháng 8 năm 1984, Giờ đây đơn vị đã vắng lại. Bớt người vì lớp đàn anh 80-81 đã về chính sách. Lính 84 đưa vào không đủ số đi về. Cuộc sống của nó, tôi đã quen với thời gian, không còn bị coi là lính mới nữa. Vì đã có lính 84 vào. Theo quy luật của lính, 80-81 về là 82 lên làm cán bộ B. Hàng ngày, nó vẫn đi công tác, phát hoang, tuần tra, cảnh gác. Được khoảng một tháng thì ở trong B1 có Xuân Đồng Hương được c chọn đi học khóa hạ sĩ quan ngoài sư đoàn. Lẽ ra là nó được chọn đi nhưng vì có tin trung đoàn sẽ mở khóa đào tạo y tá nên c sẽ cho tôi đi học y tá. Phút 89 tôi lại bị loại. Thế vào đó là khoái quê ở Hà Sơn Bình. Nhập ngũ năm 83 đi thay thế cho tôi. Xuân đi rồi, giờ quân số trong B chỉ có 10 anh em, tức là mỗi A chỉ 5 người, nên công tác cũng hơi vất vả. Và một ngày kia, C nhận một anh lính 82 ở tiểu đoàn Tăng của sư đoàn bị kỷ luật, đưa về bộ binh. Từ ngoài sư đoàn ở nơi sương sướng mà bị đưa về bộ binh ở đây. Nhưng C cũng an ủi, cho về A cối 60, cho đỡ cực. Anh ta ở được 10 ngày thì tối hôm đó đã đảo ngũ vì nghe phong phanh là đơn vị sẽ đi tác chiến. Thật đáng buồn thay cho những người sợ cực khổ, sợ hy sinh. Thế là đêm đó Hiếu A Trưởng nó hội ý. Trong bê ta sẽ có một đồng chí lên A Cối 60 và C đã định đồng chí Hậu lên A Cối. Vậy ngày mai đồng chí thu xếp về A Cối không còn ở bên nữa. Trong một đơn vị bộ binh thì sướng nhất là A chuyên môn phục vụ. Đây là cánh tay phải của C. Chuyên môn thì có y tá, quản lý, văn thư, phục vụ. Thì anh nuôi liên lạc, quản lý tối ngày, chỉ lo sổ sách, tiền nong, lương thực, thực phẩm. Khỏi công tác gì cả, sướng như tiền. Còn y tá chỉ có nhiệm vụ cầm ống chích, ghim vào mông những mũi quỳ ninh. Cà thọt cho những thằng bị sốt rét. Anh nuôi ngày ba bữa cơm cho đơn vị khỏe re. Liên lạc văn thư, hàng ngày chỉ lấy cơm, nấu chè cho C. Còn A cối 60 là cánh tay trái của C. Vì hỏa lực mạnh nhất trong đơn vị, ít phải đi công tác. Suốt ngày chỉ lo trực chiến đấu. C trực tiếp chỉ huy, nên ở gần C, được các B bao quanh bảo vệ, cũng sướng luôn. Vậy mà tôi được về A Cối vì tôi xuất thân là một anh lính dưới B nay được lên A. Trong A Cối có anh Thu quê ở Thanh Hóa lính 82 là A Trưởng rất ư là khó tính hay cao có kế đến là anh Tránh Điều với biệt danh là Chán Đời quê ở Long An lính 82 A Phó một người vui tính nhưng ít nói chỉ biết nhe răng cười khi bất cứ ai kể chuyện dù vui hay dù buồn Không biết chửi thề Tiếp là anh chiến sĩ em Tự là chất Trong tuồng cải lương tiếng hò sông hậu Quê ở Kiên Giang Đi lính năm 82 Em là người cả đơn vị Vừa thích vừa ghét Vì có khi rất là nịnh cấp trên Đâm chọc Nhưng lại chống đối những người luồn cúi Em có tài nói dóc rất hay Ai cũng muốn nghe Nhưng nghe xong thì chửi là đồ ba xạo Tuy vậy, nhưng em cũng làm hài lòng mọi người khi đàn ca vọng cổ. Ca hay đến nỗi mấy anh ở Hà Sơn Bình và Thanh Hóa phải theo mà học ca vọng cổ. Về A cối 60, tôi được học cách sử dụng, cách lắp đạn, lấy tọa độ, tầm bắn, tháo giáp, gắn liều thuốc phụ. Chỉ có nhiều, ngày nào cũng phải học, nên tôi học rất mau. Thời gian này, đơn vị cũng ổn định nơi ở mới. Toàn C, giờ chủ yếu là phát hoang cây rừng để tăng ra. Tháng 10 ở đây bắt đầu lạnh, bớt mưa. Sáng sớm sương mù dày đặc cả khu rừng. Rau cải trồng đã tàn. Bữa ăn không có gì ngoài nước mắm của anh nuôi nấu. Một lon thịt theo hộp, ba lạng cho cả C ăn một ngày. Từ hồi không còn ở Pailin, về đây ăn uống hơi thiếu không được dư giả như lúc trước. Hàng ngày tụi nó vào khu rừng để đào dế và nhện. Khó khăn lắm mới đào được những con dế, lớn nhỏ vì hang dế sâu quá, và cả những con nhện rừng nữa. Con nhện này cỡ chừng ngón tay cái đen thui, trông thật là ghê. Thế là đem những con dế và nhện bỏ vào lon thịt hộp, cho muối nhiều và chế chút nước để lên lửa mà rang. Nước sôi lên tàn muối, để cho tới khi nào cạn hết nước chỉ còn những chấm trắng của muối trên mình của dế và nhện đem ăn với cơm cũng thật tuyệt quá ngon đối với những người lính sống nơi thiếu thốn thức ăn còn bữa nào sương mù xuống nhiều thì đi tìm nấm mối hình như người ta nói cũng đúng nấm mối trong rừng người thấy người không thấy nấm vì tôi hái được cả nón nấm tại chỗ mà em lại không nhìn thấy cây nấm nào. Tháng 11 năm 1984, trời không còn mưa nữa, là lúc cả đơn vị phải đi tác chiến thường xuyên hơn. Ngày đó đơn vị có lệnh phải đi tác chiến. A à, cối của tôi đi hai người. Đợt này Thu và tôi đi, đem theo khẩu súng cối 60 và 30 quả đạn, chia cho các B mang phụ 20 quả. Đợt đi này do anh Phượng phụ trách, anh quê ở Nghệ Tĩnh, lính năm 82. Khi còn ở Pai Linh, được đi học khóa sĩ quan ở mặt trận 479. Một năm trở về, nắm đại phó, lúc anh 20 tuổi. Tôi thu xếp ba lô, súng đạn, chăn, võng, tăng, nước, gạo sấy và bốn quả cối cầm AK. Còn thu A trưởng, mang khẩu cối 60, nhưng không đem theo đế cối. Cái đế cối bằng sắt, anh ta thay vào đó đế dép dâu. Anh ta sử dụng cối bắn ứng dụng, nên mới làm vậy để cho nhẹ khi tác chiến. Vì nòng cối 60 không có đế, chỉ còn có mấy kg. Sửa soạn xong, tôi lấy AK, chùi dầu, thử súng cho ngon. Thấy nòng súng dính bụi, tôi liền kê miệng thổi. Em thấy liền la lên. Đừng thổi vào nòng súng, Tôi ngạc nhiên ngó, nhưng thằng em không nói. Tập trung quân số lại, khoảng 20 lính. Phượng nói, đợt này chúng ta chỉ đi vòng quanh khu vực tiểu đoàn để xem có đường mòn nào địch bám hay không. trinh sát và thông tin tiểu đoàn xuống. Mừng quá, vì hai đứa nó đều là đồng hương. Xem ra tụi nó đều chững chạc sau một năm lính, không còn ẻo uột như lúc mới làm lính. Ở Giời An Tiếc này Có rất nhiều dây mây rừng và tre lỗ ô Anh em lấy dây mây Bện lại thành cái gùi Để thế ba lô đi tác chiến Rất tiện lợi Vì đựng được rất nhiều thứ Và chắc chắn hơn cái ba lô Rồi còn những ống tre Thì chặt khoảng chừng 4 tấc rồi lỗ xuyên qua mắt tre Rồi đổ nước vào Ống tre này chứa được khoảng 5 lít nước Nó để vào gùi 4 ống tre trước hai trái B40 mang phụ cho B300 viên đạn, gạo sấy lương khô để gọn cả ở trong gùi, đeo lên vai thử. Chà, hơi nặng, chắc cũng cỡ khoảng 30 cân. Nhưng không sao, vì lúc này nó đã quen mang vác nặng, không còn ẻo uột như lúc mới vào. C9 lên tiểu đoàn thì thấy có cả C10 và C11 nữa, rồi thêm lính của tiểu đoàn bộ tổng cộng chừng 35 lính. Tiểu đoàn thông báo là đi chung với tiểu đoàn 2, do tiểu đoàn 2 phụ trách chung. Toàn quân K3 hành quân lên Tà Cô. Bước chân tới sân bóng trung đoàn, thì ai nấy đều mệt vì đã đi một hơi 7 km không nghỉ. Chờ K2 đến. Khi K2 đến tập trung lại với K3 thì khác hẳn. Lính K2 thì ăn mặc chỉnh tề, nón dày quần áo đúng như bộ đội, tóc tai gọn gàng. Trong khi đó lính ca ba, tôi thì lôi thôi lộn thuộm, toàn là tóc dài phủ gáy, quần áo bận đủ loại. Ai có áo lính ca hoặc quần thì cứ mặc, có quần tây cũng mặc luôn. Còn nón thì toàn bộ là đội nón của lính ca. Vì lúc ở Pai ai cũng xin được cái nón của lính bạn. Đã vậy, còn đeo thêm cái khăn cả ma ở trên cổ nữa. Nói chung, sắc phục hoàn toàn không giống chút nào là chú bộ đội. Rồi còn đeo trên lưng cái gùi, chứ không phải là ba lô như của K2. Nên tôi ngó đi ngó lại, lý K3 giống như tụi phỉ, như lời của trung đoàn nói. Vậy là hai tiểu đoàn lên đường tác chiến, phục địch với 70 tay súng. Lần đi tác chiến này, vẫn là tìm đường mòn để phục. Tuy đi với đội hình hai tiểu đoàn nhưng vẫn không có hỏa lực mạnh, chủ yếu là B40, cối 60 và RBD. Cả đoàn quân luồn sâu ở trong rừng, lùng sục tìm lấy đường mòn, đi suốt ngày, chỉ nghỉ khoảng 30 phút để ăn trưa, xong là lên đường đi tiếp cho tới gần tối, tới cạnh một con suối nhỏ thì tiểu đoàn 2 mới lệnh là nghỉ tại đây. Chia đội quân ra cảnh giới các hướng nó được nằm gần sát con suối Con suối này vẫn có nước chảy Nên cũng đỡ Anh em được chi viện về nước Tuy rằng trong rừng vào ban đêm không thấy gì Nhưng vẫn chia ca gác Khi đi tác chiến phục địch Nếu gặp ở đường mòn để phục Thì lúc ban đêm Anh em được nằm nghỉ gần nhau Cách chừng 2 mét Giải dài, dài ra Nên khi gác thì ai ở đâu gác chỗ đó Đêm trong rừng thật yên tĩnh Tôi ngồi ôm cây súng Ngồi gác Chợt nhớ tới câu thơ Mà lúc ở quân trường huấn luyện được nghe Và cảm thấy bài thơ đó Có cái giống như tâm trạng Của tôi lúc này Một mình, một võng, một mái tăng Đêm khuya thăm thẳm Chẳng ánh trăng Bên dòng suối nhỏ lách tách chảy Ôi nhớ làm sao cảnh quê nhà Đã qua hai ngày rồi vẫn chưa có gì. Tới ngày thứ ba, thì trinh sát phát hiện một con đường mòn của địch. Chuẩn bị phục, lệnh từ tiểu đoàn truyền xuống từng người. Cả hai dàn quân ra đường mòn để gai mình phục, cùng với một số anh em lính K3. Nó và số anh em còn lại 10 người, thì nằm cảnh giới ở con đường của lính ta đã đi qua. 70 người đi thì sẽ tạo một con đường mòn rất to, nó chọn được một cây bằng lang to và ngồi đó để cảnh giới nhìn ra khu rừng trước mặt tay ông khẩu súng ak đạn đã lên nòng cảnh vật im lìm chỉ có mấy con chẳng nhen là tung tăng từ cây này sang cành cây khác để gậm nhấm những trái nho rừng lâu lâu có tiếng tót của con mang vang lên chen lẫn với tiếng gõ cốc cốc của chim gõ kiến nghe cũng vùi lỗ tai đang nghe bản hòa tấu giữa rừng thì bỗng tôi nghe những tiếng sột soạt và răng rắc ở khu rừng trước mặt giống như là tiếng chân của tú rừng đang dẫm lên cây vậy tôi nằm xuống rồi ngó qua bên các đồng đội cũng đang nằm vì họ cũng nghe như tôi đoàng một loạt tiếng súng ak từ trong khu rừng phía trước mặt tôi bắn ra bốt bốt kia Tôi mở khóa súng và xiết cò. Lúc này, nơi lính ta đang phục cũng cho nổ những quả mìn. Tiếng nổ vang lên cộng với tiếng đạn của B, cối 60 làm rung chuyển cả khu rừng. Cây lá gãy, khói bụi bốc lên. Một trận đánh đang diễn ra, nhưng không ai thấy địch. Chỉ biết là ở trong khu rừng có địch, không biết địch đông hay không. Lần này thì tôi đã quen dần với tiếng đạn, nên không còn run như lúc trước tôi đưa súng hướng về khu rừng trước mặt rồi bắn vẫn như lần trước tôi vẫn không thấy địch lắp đến bằng đạn thứ ba vào thì có tiếng gọi từ sau lưng nghe rất đỗi quen thuộc đối với tôi rút tôi vội vàng đeo gùi vào và chạy theo anh em trong lúc này thì không còn tiếng súng của ta nữa mà cả tiếng súng địch tôi cũng không nghe thấy tôi chỉ biết chạy theo đoàn quân đang vội vã rút khỏi trận địa vẫn cứ chạy, mặc dù không ai đuổi. Thế là lần thứ ba, tôi đi tác chiến đụng Pol Pot và bị chạy. Ngẫm nghĩ lại, các lần tác chiến này, tôi hơi đau vì quân ta cũng đông, súng đạn nhiều mà vẫn phải bỏ chạy. Pol Pot phát hiện ra đường mòn của ta đã đi và đã bám theo. Không ngờ, đụng và tốp lính của tôi đang ngồi cảnh giới, nên địch mới bắn liền một loạt AK và bỏ chạy khi nghe em tôi bắn trả, lúc này toàn lính ta đang phục, nghe tiếng bắn, liền vội giật mình cho nổ. Thế là dây chuyền cứ bắn và cứ bắn vào khoảng không, rồi chạy. Đã bước sang tháng 12 năm 1984, lúc này có thông tin về chiến dịch K5 của mặt trận. Toàn tiểu đoàn phải đi tác chiến liên tục. Ngày đó, tiểu đoàn 3 được lệnh của trung đoàn là phải đóng chốt tại đồi 196, một điểm cao gần nơi hoạt động của Pol bon Pot. Mấy ngày này, cả đơn vị đều chuẩn bị đầy đủ súng đạn tư trang để chờ lệnh là lên đường. C9 đi gần hết quân số, chỉ để lại C10 người để coi doanh trại, giữ đồ. C10 và C11 cũng vậy. Ngày lên đường thật đông vui và khí thế vì có cả bê hỏa lực của tiểu đoàn, cối 82 DKZ Lâu lắm rồi, các anh em hỏa lực tiểu đoàn mới được đi, giống như là đi tác chiến. Anh em vui lắm, cười đùa hí hửng. Đoàn quân lên đường, từng người một đi theo dấu chân của trinh sát, vẫn đội hình cách nhau 15 mét, nên đoàn quân rất dài. Buổi sáng sương mù quá nhiều, nên khi đi qua đám rừng trồi, đầy cỏ bông. Cây cỏ bông này giống y như là cây nhang cỡ bự cỡ ngón chân gái, cao ngang ngực. Quần áo ai nấy đều ướt đẫm, vì xương như là lội suối. Anh em vừa đi, vừa run vì lạnh. Đi mãi cho tới trưa, mới thấy được ngọn đồi 196. Nghỉ lại ăn cơm, rồi lại đi tiếp khoảng 2 tiếng nữa, mới tới được chân đồi. Lúc này tốc độ đi đã chậm lại, vì trinh sát phải tìm đường để đi lên. Cực khổ vô cùng đối với trinh sát. Bỗng âm Một tiếng nổ vang lên Mọi người đều dừng lại Đạp mìn rồi Y tá chạy lên Mười phút sau tôi mới biết Là trinh sát đi vướng phải mìn KP2 của địch cài Một người lính trinh sát Quê ở Hà Sơn Bình Hy sinh tại chỗ Và thằng Hùng đồng hương với tôi Hưởng sái một mảnh ở tay Thê là tiểu đoàn lệnh Cho sáu anh lính C9 của tôi Cáng thương tử về bệnh xá của trung đoàn vậy là chưa tới ngọn đồi ta đã mất đi hai tay súng trinh sát khác phải lên thay tiếp tục mở đường lên đồi nhưng lần này đi rất cẩn thận và cảnh giác mọi người lính từng bước dò dẫm bước chân của người đi trước không dám đi lệch bước chân khi tôi đi lên hơn nửa đồi thì người đầu tiên đã tới đỉnh rồi tôi đi chậm chạp quan sát dấu chân của người đi phía trước âm um. lại một tiếng nổ ở phía trên đỉnh đồi vậy là vì đạp mình nữa rồi tin tức truyền xuống long a trưởng của b 2 c 9 của tôi bị cụt một chân vì min sáu năm hai a đúng là số vì long là người thứ ba mươi nấy cũng tại chỗ đó mọi người đi trước không sao tới long thì bị trời lúc này đã sang chiều nên y tá caro vết thương và trích cho Long một mũi thuốc để nằm ở trên đồi, chờ sáng mai mới cáng về ta cô. Trên đỉnh đồi, địch đã cài rất nhiều mìn. Khi tôi lên tới đỉnh, thì anh em đã gỡ được mười mấy trái 652A rồi. Toàn là mìn mới cứng, thì gia địch phát hiện ra quân ta sẽ lên đồi nên mới cài mìn. Từng tức đất được những bàn tay bới lên, dò dẫm, cho tới khi trời tối hẳn không còn thấy gì nữa. thì mọi người gỡ thêm bảy tám quả nữa. tôi rất sợ nên dò gỡ thật kỹ ở xung quanh chỗ tôi ngồi. sau khi ổn định đội hình, mọi người mới lấy gạo xấy ra ăn. đêm xuống, trời đầy sao và có ánh trăng sáng mờ. tôi ngồi trên mỏng đồi cao ngó ra xung quanh thấy phong cảnh thật buồn vì tiếng rên đau đớn của long. chắc là lòng đau lắm và buồn vì đã mất một chân. Tôi nghĩ đến những cảnh từ chiều tới giờ, mắt tôi cảm thấy cay cay. Đêm hôm đó, tôi và thằng em nằm cạnh nhau. Thằng em chắc cũng sợ cảnh tương tự đã xảy ra như tôi. Tôi thấy nó nằm chấp tay lên ngực và cái gì đó lầm bầm trong miệng rất lâu. Còn tôi thì nằm gác tay lên chán suy nghĩ. Ôi, cái cuộc đời, ai cũng có phần số cả sáng sớm tôi lấy gạo sấy ra chuẩn bị pha thì ầm lại một tiếng mìn nổ to cách đó 7 mét một cục khói bốc lên anh trợ lý tác chiến của tiểu đoàn lại đạp trúng quả mìn sáu năm mẹ a bay mất một cúc chân và anh tý tiểu đoàn phó hưởng sái cái khói và đá làm nắm đen cả khuôn mặt thì ra từ tối đến giờ anh đã nằm trên quả mìn sáng ngồi dậy và đứng lên thì mìn mới phát nổ Cả khu vực của tiểu đoàn là nơi được lính ta dò mìn kỹ nhất, vậy mà vẫn bị. T là 5 người đã bị loại khỏi vòng chiến. Thằng em A Cối tôi xung phong đi cáng thương về E. A Cối giờ chỉ còn hai người, tôi và Điều. Cuộc sống bắt đầu căng thẳng. Trưa hôm đó, tiểu đoàn cho một bộ phận trinh sát và bộ binh xuống đồi, tìm ra, đi ra suối để lấy nước. Chừng một tiếng sau, lại có một tiếng nổ ở hướng suối vang lên và rồi ba tiếng AK bắn kêu. Lại bị nữa và tin được báo là lại có một đồng chí của C11 lấy nước đạp phải mìn bị cụt chân. Đây là người thứ sáu rồi. Lần này tới phiên tôi đi cáng thương. Tôi cùng hai người nữa xuống đồi đem theo một cái võng. Không vì mệt bằng cáng thương cứ đi như chạy. Hễ ai mệt thì thay nhau Vậy mà phải mất 3 tiếng mới tới được trạm xá trung đoàn. Giao thương xong, tụi tôi quay trở về đơn vị ở Srei An Tiếc. Về đến nơi cũng đã chiều rồi. Đi tắm rửa xong, tôi không thấy thằng em ở đâu cả. Tôi hỏi Thu. Thằng em đâu Thu? Thằng em đi cáng thương về tới, liền bị sốt. Tôi kêu đi thay cho. Nhưng anh sĩ, xe trưởng mới đi phép vào bảo thằng em sốt cũng phải lên đồi vì anh biết nó giả bộ sốt đã đi lên đồi với anh xỉ rồi ở lại đơn vị sau một đêm sáng sớm tôi cùng với mấy anh em hôm qua cáng thương trở lên đồi đi chưa tới chân đồi bọn tôi nghe những tiếng đạn cối nổ ở trên đồi tôi thầm nghĩ là ai có chuyện nữa rồi quả vậy khi vừa lên tới nơi biết là bọn bôn bốt đã bắn lên trên đồi cũng may là không quả cối 82 nào chúng địch cả. Nếu chúng ngay thì cũng không biết thiệt hại ra sao. Vì trên đồi này quân ta mới lên đâu có đào hầm mà nấp. Đêm đó lính ta chia nhau giải ra khắp quả đồi. Tới khoảng nửa đêm thì mọi người được đánh thức dậy hết vì lính gác của B2 phát hiện có tiếng địch đang mò lên đồi. Báo cáo dê anh lường dê phó có biệt danh là rùa lật ngửa ra lệnh đừng bắn lấy đá ném xuống. Tê là lính ta lượm đá lớn nhỏ, đủ loại, ao ạt mà ném xuống, nơi khả nghi là địch bám. Chắc bồn bốt cũng bái phục ta, vì ta đã chơi chiến thuật, lấy đá ném, không tốn một viên đạn. Sáu hôm sau, anh sĩ C9, lúc này là quyền dê phó, tay cho anh Tý, bị nhắm mặt vì mìn 652A, đã về. Lệnh với anh Mai, Giờ là xe trưởng xe 9 qua đóng quân ở đồi, bên kia. Mọi người trong xe 9 tôi mừng lắm vì được thoát ra khỏi quả đồi nguy hiểm này. Xe 9 tôi hành quân xuống đồi để sang đồi đối diện. Đi gần một tiếng thì có tiếng nổ vang lên ở đỉnh 196. Đạn vẫn nổ liên tục. Có trái bay ngang đầu đoàn quân của tôi đang đi. Tiếng đạn nghe e e ở trên đầu, thật ghê sợ. Rồi rớt xuống khu rừng. Lúc này tôi đã cảm thấy run. Đi tới chân đồi thì lần này có kinh nghiệm nên chính xác rất kỹ trong cách tìm đường lên đồi. c chín tôi đã lên đồi một cách chậm chạp. Cũng may là đồi này không có quả mìn nào. Khi lên đến đỉnh thì anh Mai lệnh cho mọi người đi cuối đội hình còn dưới chân đồi đốt đám cỏ khô rừng trồi mà đơn vị đã đi qua. Đây cũng là một chiến thuật. Chia nhau ra khắp ngọn đồi để ở. Ở đồi này không có cây lớn, chỉ toàn đá và đá. Anh em tranh thủ ôm đá chất lại để làm nơi tránh đạn. Yên ổn rồi, không có gì xảy ra cho đơn vị. Vừa mờ sáng thì có tiếng nổ vang lên ở bên đồi 196. Bữa nay bọn Pol tập kích sớm và rất nhiều, đạn nổ liên tục. Tôi ngó sang đồi 196 thì thấy khói bốc lên mù mịt ở trên đỉnh. Tôi lo vì địch đã bắn trúng đỉnh đồi mà bên đó thì không có hầm. Quả vậy, chừng một tiếng sau thì có điện từ B-196 sang báo là địch đã bắn trúng một quả ngay mép đồi. Anh sĩ tiểu đoàn phó đã bị thương và một người lính của C-10 hy sinh. Rồi trung đoàn đã điện cho rút quân về hết. Mừng quá! C-9 rút xuống chân đồi rồi đi tới đồi 196 chờ tiểu đoàn xuống để cùng về. Trên đường trở về, thì anh lừng dê phó lệnh: "Đề nghị anh em hãy lộn nón lại để mà đội, để địch không thấy ta mà bắn." Vì lính K3 của tôi đội toàn nón của lính bạn. Nón này có màu vàng, đội gặp mưa nắng, nón bay màu trở thành màu trắng, lộn lại mặt trong vẫn còn màu vàng. Popot đứng trên đồi sẽ không thấy trắng mà bắn theo. Đi cách đồi chừng 3 cây số thì tiểu đoàn lệnh cho C9 nằm lại phục để phòng địch bám theo. Ở cho tới gần chiều thì mới được về. Về đến đơn vị rồi, mọi người mới thấy thở phào nhẹ nhõm, không còn phải lo âu hồi hộp nữa. Tổng kết lại, sau mấy ngày đi lên 196, quân ta bị thương tử hết 8 đồng chí. Từ lúc này, lính ta đổi lại tên đồi, gọi là đồi một đổ máu. Đã bước sang tháng 1 năm 1985, gần Tết rồi Thời tiết ở đây rất lạnh, môi ai cũng nứt nẻ hết Tình hình giờ cũng căng, không còn được yên ổn như lúc trước Cứ nghe tiếng súng đạn nổ ở đâu đó vì đụng trận và tập kích Quảng trường 4 giờ sáng hôm đó, tôi đang trực chiến Bỗng giật mình vì tiếng đạn nổ rền vang liên tục từ đồi 107 D9, E31, rồi có lệnh báo động sẵn sàng chiến đấu từ C. Cả đơn vị đều vào vị trí chiến đấu. 4 rưỡi thì điện từ sư đoàn vào K3, chuẩn bị đi chi viện cho D9 E31. Trời, từ Sở An Tiếc, nơi đóng quân của C9, cách D931 gần tới 20 cây số phải chạy bộ để chi viện. Đơn vị tôi chuẩn bị lên đường thì trung đoàn điện nói là khỏi đi vì D9 E31 xong rồi, địch đã chiếm được 1C rồi đốt trại lấy vũ khí xong là đã rút. Tiếng súng đã êm không đi chỉ viện. Đến 9 giờ sáng thì toàn bộ chỉ huy của C, -G E của 812 ra E31 rút kinh nghiệm trong trận đánh vừa qua. Tôi về trung đoàn 31 thì đây là một đơn vị chiến đấu mạnh nhất đánh đâu thắng đó, hiện là đơn vị cơ động cho mặt trận Pol Pot nghe tới E31 là phải sợ. Vậy mà giờ là bị đánh chiếm. Quả là điều bất ngờ. Anh Mai, sau khi đi 31 về họp, toàn C rồi lại phổ biến tình hình của C. Trung đoàn 31 do chủ quan chuẩn bị đi đánh địch nên đã liên hoan ăn nhậu để hôm sau khi đi đánh. Đêm đó, lính gác phát hiện có tiếng địch bám vào đơn vị. Báo cáo lên C nhưng vì chủ quan cho rằng làm sao mà dám đánh vào. Thế là 4 giờ địch đánh, một trận chiến dữ dội, ngoài bắn vào trong bắn ra, do thực lực yếu hơn, nên ta phải rút, bỏ lại đơn vị 12 đồng chí hy sinh, trong đó có một xe phó. Trong ngày hôm đó, có lệnh từ trung đoàn cho C9 đi tác chiến đón đường rút của địch. Kỳ này là anh bá xe phó hậu cần, vừa đi phép và phụ trách chung. Đợt này Điều và em đi. c chín lên đường với 30 tay súng. Bốn, Bốn ngày trôi qua, bộ phận tác chiến trở về. Anh bá báo cáo về trung đoàn là đi không phát hiện được địch. Thằng em và Điều kể lại, thật là hú hồn, đi được một ngày thì phát hiện ra đoàn quân của Pol Pot đánh 31 trên đường đang đi. Đông ơi là đông, trên thằng trăm thằng có cả pha ra nữa. Anh bá vội vàng lệnh rút trong im lặng, nhẹ nhàng. Rút sâu ở trong rừng và nằm lại, không đi đâu nữa, cho tới ngày về. Phải rồi, trong cuộc chiến, ta phải tùy cơ ứng biến. Sáu hôm sau, thì tôi cùng anh em C9 đi chốt đường để lính trung đoàn 31 kháng anh em đã hy sinh về nghĩa trang sở Đại an tiếc của trung đoàn 812 để chôn cất. Trung đoàn 31 cũng có nghĩa trang dạ chiến, nhưng không chôn phải cáng về nghĩa trang của 812. Tôi ngồi sâu ở trong rừng cảnh giới, nhìn thấy anh em 31 cáng những đồng đội hy sinh trong cuộc chiến. Tôi cảm thấy nao nao ở trong người. Cuộc sống đó, cái chết đó, không biết là ngày nào ở đất ca này. Trong đó là những chàng trai chưa hề biết mùi đời. Nghe nói tôi con gái là đỏ mặt Tôi chưa có người yêu. Họ đã hy sinh khi vừa 18 đôi 10. Từ lúc trung đoàn 31 bị, thì toàn dê của tôi đã thay đổi lại giờ trực chiến. 3 giờ sáng là ra giao thông ngào hết, chứ không còn 4 giờ như lúc trước nữa. Không dám lơ là trong khâu canh gác. Sắp đến Tết, lúc này toàn sư đoàn đang bắt đầu trong giai đoạn đi chiến dịch K5, đánh Pol Pot, ra khỏi đất nước Campuchia, đưa dân vào tận biên giới làm đường, phá rừng để quân ta cài mìn dọc theo biên giới. Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết, thì K3 được lệnh là không phải đi đánh chiến dịch, mà là đi bảo vệ dân, để dân làm đường lên biên giới. Khi nào tới biên giới thì đóng chốt luôn. Còn K2 và K1 cùng trung đoàn sẽ đi chung với sư đoàn, đánh vào chỗ tổng hành dinh Pol ở Cao Mê Lai mọi người trong xe đều mừng vì không đi chiến dịch. Ngày 27 Tết, ca ba có lệnh đi lên ta cô, ở đó chờ dân vào. Năm nay toàn sư đoàn sẽ không ăn Tết vì đã đi chiến dịch cả năm. Lần đi này không có ấn định ngày trở về vì sẽ đóng chốt ở biên giới nên mỗi xe chỉ để lại mấy đồng chí ở giữ đồ cho đơn vị còn lại là đi hết. Vậy cả tiểu đoàn có chừng 20 đồng chí ở lại sở dậy an tiếc. Kỳ này cả tiểu đoàn đi rất phấn khởi, vui vẻ hơn như là lúc đi đổi 196 vì được đi bảo vệ dân, được gặp con gái Campuchia, đó là mong đợi của lính ta, nhất là những người lính quanh năm ở trong rừng. Đoàn quân K3 lên đường đi Taco vào ngày 29 Tết. Tới trung đoàn thì C9 tôi vào ở trong đơn vị tăng gia của trung đoàn Xe tăng gia này toàn là anh em thương binh nhẹ, chưa đủ tiêu chuẩn để về nước, nên ở đây làm công việc nhẹ để chờ ngày về chính sách. Đêm cuối năm 1984, đón giao thừa lần thứ hai trên mảnh đất ca này. Tôi không thấy bồi hồi cảm xúc như năm rồi. Chắc có lẽ tại đây năm nay không ăn Tết vì đi chiến dịch, không tổ chức liên hoan. Tuy nhiên, tâm trạng tôi cũng rất nhớ quê hương nhớ gia đình. Một tôi được phát cho hai cục kẹo, một gói thuốc mai và một cây kem đánh răng hiệu Bích Đào. Kem này lính ta gọi là bít đầu. Vì bên trong đã khô cứng, không còn nặn kem ra được. Đó gọi là quà Tết từ quê nhà gửi sang cho chiến sĩ ăn Tết. Bảy giờ tối đến giao thừa. Trong thời điểm này, các đơn vị của trung đoàn đang đi chiến dịch, anh em đang nằm rừng chờ ngày đánh thì ca 3 được cái là không đi đánh nên tối hôm đó C đã tổ chức cho anh em họp lại để gọi là văn nghệ đón xuân lấy tinh thần mà bước vào nhiệm vụ mới mấy anh trong C đã chạy đi mượn được một cây đàn guitar chỉ còn được 5 giây đưa cho tôi tiếng đàn hòa lẫn với tiếng gõ trống trên cái thau của anh nuôi nghe cũng đỡ buồn ngủ rồi từng anh ra đứng ở trước hàng quân đang ngồi để hát tay cầm cái lon thịt hộp mà tưởng là micro đứng trước sân khấu mà hát lên tiếng khàn khàn giọng thanh tao những tiếng ca của người lính xa nhà xa quê hương được vang lên trong đêm khuya làm cho ai nấy đều háo hức không còn nhớ là đang ở đâu chỉ biết hiện tại giờ này đang rất vui đang ca hát mà không để ý đến cái chết đang chờ vào ngày mai hết tân nhạc rồi tới cổ nhạc. Các anh ở miền Tây ca sao mà mùi mẫn, hay quá. Nhất là cái món đàn sáu câu vọng cổ bằng miệng của Dũng Sói quê ở Đồng Tháp. Rồi thành ca hai câu vọng cổ bắt trước như út trà ôn, thật là độc đáo. Còn anh lợi khùng nữa, anh có một giọng ca như là thanh kim huệ vậy. Bản vọng cổ nào của anh cũng thuộc lòng hết. Mặc dù anh không biết chữ Mỗi một người lính đều có cách tài riêng của mình. Đêm đó đem ra cho anh em thưởng thức hết. Chỗ tái văn nghệ cây nhà lá vườn, thật vui, thật ấm cúng, làm cho tôi đêm đó hào hứng không kém. Nhạc cổ đàn giáo trọi, từ 5 giây cho tới khi chỉ còn 2 giây. Cái thau của anh nuôi cũng bị lụng và móp méo hết. Dây đàn và thau chịu không nổi với sức sống mãnh liệt của người lính xa nhà trong đêm cuối năm. Đúng 12 giờ đêm, thì mọi người đều im lặng để C mở radio lên, nghe lời chúc mừng năm mới của vị nguyên thủ. Thế là tôi đã đón thêm một mùa xuân nữa ở trên đất ca này. Một mùa xuân đầy khói lửa, hy sinh của đơn vị năm 1985. Sáng mùng 1 Tết, C9 được tiểu đoàn phát hai cân thịt heo muối được gửi từ quê hương sang để ăn Tết. Thế là mỗi người được chia hai cục thịt mỡ mừng xuân cũng mừng vì đã có quà. Trong ngày, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng lên đường, không khí ngày Tết khẩn trương để bước vào nhiệm vụ mới. Sáng mùng 2 Tết, cả đơn vị lên đường hành quân. Nhiệm vụ của C là đi luồn trong rừng, cách nơi dân phát 500 mét, cảnh giới, tuần tra và chờ dân phát hoang cây rừng mở đường. Hệ dân làm tới đâu, thì C đi tới đó để bảo vệ. Còn C-11 thì đi ở phía rừng bên kia cũng như c 9 và c 10 tiểu đoàn bộ đi theo con đường dân đã làm để bảo vệ trực tiếp dân lần đi này cũng như là đi tác chiến cũng tăng võng cũng ngủ rừng không nhà cửa chỉ có cái là không phải ăn cơm gạo sấy lương khô đi đến đâu anh nuôi nấu cơm đến đó khi rừng quân nghỉ qua đêm thì các bê chia nhau làm ba hướng để cảnh giới C và Trinh Sát thông tin nằm ở giữa các b. Còn A cối tôi cũng nằm ở gần C1, nơi trống không có cây lớn. Tôi đến, A cối tôi phải gác vì đã ở giữa đội hình. Tôi treo võng lên cây và đắp tấm tăng lên mà ngủ, mặc sương gió. Cứ như vậy và ngày qua ngày. Lúc này tôi không còn biết đến ngày tháng ra sao nữa, luôn sâu ở trong rừng, qua suối đi mãi lúc này thì dân đang ở phát rừng phía sau xe chín thỉnh thoảng các b bắn được mang rồi ra cho c làm thịt nấu cho anh em ăn cũng đỡ còn nếu tới suối thì lội xuống mỏ ốc hến đem nướng ăn lần đó bắn được một con trâu rừng thật lớn cả c ăn không hết vì thịt dai quá c cho lính đem ra dân đổi lấy thuốc hút cá khô về chia nhau thấm thoát đi được chừng 10 cây số. Hôm đó cũng như mọi ngày, các bê đi trước để mở đường thì một tiếng nổ thật lớn vang lên. Bị min rồi. Y tá chạy lên. Dũng quê ở Đồng Tháp, lính 82 đi đầu vướng KP2 đã hy sinh tại chỗ. Và Thành đi gần nên cũng bị thương rất nặng. Mọi người lên cảnh giới không dám sơ hở. Tốt cảnh giới địch, tốt đốn cây cột võng để cáng Thành về trung đoàn liền về đến bệnh xá trong đoàn thì Tành cũng hy sinh. Vậy là mới mở màn chiến dịch K5 để bảo vệ dân của C9. C9 tôi đã hy sinh hai đồng chí. Đơn vị tôi chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Vì Pol Pot đã bắt đầu phá hoại để dân không làm đường được. Giờ thì dân đã làm đường gần tới đồi 169, cách Taco chừng 12 cây số. C11 và tiểu đoàn bộ mở đường lên đồi nơi đóng quân ở trên đó để bảo vệ điểm cao để dân tiếp tục phá rừng làm đường đi tới thế là c chín không còn luồn sâu ở trong rừng mà ra đóng quân dọc đường dân đã mở xong ở một chỗ cứ mỗi buổi sáng là các b đi thông đường rồi chốt lại ở trong rừng cảnh giới cho dân phát đến chiều dân về thì mới rút quân trở về chỗ cũ a à, cối tôi ở sát đường Chỗ bãi đất trống Rồi đào một cái hố để đặt khẩu cối 60 A cối không phải cực khổ Như các B Không phải đi chốt đường Không cảnh giới Vì phải trực chiến với khẩu cối Thành ra cuộc sống của tôi tương đối an nhàn Không phải làm gì Cứ mỗi buổi sáng Bọn tôi ra ngồi trên cây bằng lăng Đã bị đốn để ngắm con gái Campuchia Lâu lắm rồi Tụi tôi mới được thấy con gái Toàn là những công chúa lúc này tôi thấy em nào cũng đẹp cũng rực rỡ mặc dù đây là những người con gái chính gốc đen phục phịch đẫy đà với những vòng một đồ sộ bọn tôi nhìn em đắm đuối muốn rớt trong mắt luôn tí nữa thì quên là mình đang làm nhiệm vụ ở đây dân vào làm đường rất đông cả mấy trăm người trai gái lớn bé gì cũng có trong số đó hơn phân nửa là dân Việt Nam đang sống tại Campuchia, chủ yếu là ở Phnom Penh. Thậm chí có cả người Việt Nam vừa mới sinh sống ở Campuchia thì đã phải vào đây để phát rừng. Họ nói sau khi đi về thì sẽ được nhập khẩu. Mỗi người đi là 3 tháng. Đây là nghĩa vụ của người dân Campuchia, nên đa số dân đi phá rừng làm đường là những người đi mướn, lấy tên của những người giàu. Nhờ ở sát đường nên tôi đã quen được một người dân tên Sơn, sống ở Campuchia này cũng lâu. Tôi và Sơn đã thân thiết với nhau. Sơn cảm thông được nỗi khổ của lính, nên ngày nào đi làm ngang cũng cho tôi cá khô, thuốc hút và cùng chia nhau anh em sống. Từ lúc đóng quân dọc đường, cuộc sống của lính cũng đỡ khổ hơn là lúc đi luồn rừng, vì mọi người không phải ngủ võng nữa. Được ở một chỗ nên lính ta lấy cây cột lại rồi phủ những cành lá lên Để làm cái tròi dã chiến Tối ngủ chỉ cũng đỡ mùa sương Tuy nhiên Ở đây lại khan hiếm nước Mỗi ngày chỉ được 2 lít để uống Không ai được tắm rửa gì cả Cứ khoảng một tuần Thì được thay phiên nhau theo xe chở đồ cho dân Đi về ta co Để tắm rửa và giặt đồ Còn nước uống thì 3 ngày Có xe nước chở tới tiếp tế cho đơn vị Vì không có đồ chứa nên em đào đất xuống một cái lỗ rồi trải tấm tang ra để chứa nước hoặc dự trữ trong cái gùi. Nhờ vậy mà tiêu chuẩn mới được 4 lít một ngày. Nên mỗi sáng ngủ dậy có nước để rửa mặt cho sáng sủa để nhìn mấy người đẹp Campuchia. Cuộc sống êm ả à, đang dần trôi thì sáng hôm đó Pol Pot đang ở xa lắm, tập kích vào đội hình hướng B1 đang chốt, tiếng cối và B45 nổ rền vang. Tôi, Điều và em vội chạy xuống cầu cối. Điều quay nòng súng hướng về tiếng bắn của địch chỉnh tầm. Tôi thì lấy đạn cối gắn liều thuốc phóng vào đuôi đạn và đưa cho em. Em một tay cầm đạn bỏ vào nòng cối, còn một tay thì cầm đạn tôi đưa. Cứ như vậy mà bắn. Tiếng đạn cối nổ là chát lỗ tai. Lúc này hướng của B1, súng trung liên và B40 cũng bắn trả pompot dữ dội Cả khu rừng rung rinh dịch chuyển. A à, cối tôi bắn một hơi, hết hai mươi quả. Thì tiếng súng của địch đã êm. Chắc bọn Pol Pot đã rút. Từ ngày vào lính, lần đầu tiên tôi được bắn cối sáu mươi. Cũng đã thật. Bỏ đạn cối vào nòng, đạn kêu cái ton và bay lên. Cứ bắn mỗi trái cối là bàn đế cối lại lún xuống đất một chút. Và điều chỉnh lại tầm bắn. Trừng bắn xong trận thì cối 60 đã lún xuống mất cái đế. Bọn tôi phải đào đất để lấy cái đế cối lên. Xong trận tập kích, C đi kiểm tra lại anh em. Không có ai bị gì, cũng may. Một tháng trôi qua, một tháng ở rừng không nhà cửa, nay đây mai đó, kể ra cũng thú vị.